Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 21, xua đuổi Thẩm Trạch. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch, nhưng dần dần, mọi người đều thấy có gì đó không ổn. Thẩm Trạch không vui mừng như mọi người nghĩ, hay thậm chí không có cả niềm vui báo thù Chu Dương. Ngược lại, vẻ mặt của Thẩm Trạch ngày càng tối hơn. Ngay cả khi con không thể thay đổi chị ấy, thì con cũng phải có dự án hoạt chất làm trắng. Đột nhiên, Thẩm Trạch khịt mũi, giọng hắn lạnh lùng, và khuôn mặt hắn trở nên thô lỗ hơn. Có một sự im lặng đột ngột ở phía bên kia của điện thoại, và sau một lúc, một giọng nói khẽ vang lên. Vấn đề này, chị gái của con có quyền quyết định cuối cùng. Sau đó, đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Bộp! Thẩm Trạch lo lắng, khịt mũi và đập thẳng điện thoại xuống đất. Sao rồi, Thẩm Tổng, cậu còn bắt tôi phải đợi đến khi nào đây? Cho dù Chu Dương có ngu ngốc đến mức nào, anh cũng thấy rằng cuộc gọi cầu cứu của Thẩm Trạch đã thất bại. Chu Dương, đừng quá tự mãn, đừng nghĩ rằng có chị gái tôi chống lưng, anh có thể kiêu ngạo. Dự án hoạt chất làm trắng sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Thẩm Trạch gầm gừ, nhưng giọng điệu lúc này lộ rõ nét lo lắng. Ồ, đối với dự án hoạt chất làm trắng, tôi có quyền quyết định, hôm nay chúng tôi tổ chức lễ ra mắt dự án, còn Thẩm công tử quấy rầy nghiêm trọng đến việc tổ chức nghi thức ra mắt. Chu Dương dừng lại, rồi đưa mắt nhìn về Thẩm Trạch. Vì vậy, xin vui lòng yêu cầu Thẩm công tử cùng người của anh rời khỏi đây ngay lập tức. Không một tiếng động. Tại thời điểm này, toàn bộ hội trường Dược Long dường như yên tĩnh. Việc Chu Dương yêu cầu Trần Tuấn Sinh ra ngoài trước đó là chính đáng, vì rõ ràng, công ty Danh Dương đã không mời hắn ta. Nhưng vào lúc này, Chu Dương cũng yêu cầu Thẩm Trạch rời khỏi đây. Ngay cả khi Thẩm Trạch có làm gì sai trước đây, hắn ta vẫn là em trai của Thẩm Bích Quân, Chu Dương thực sự không nể nang gì sao? Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thẩm Bích Quân hoàn toàn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, chỉ liếc nhìn Thẩm Trạch, và không có ý ngăn chặn Chu Dương. Tốt, tốt, tốt lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Trạch tôi lần đầu tiên bị đuổi, Chu Dương, tôi nhớ mặt anh rồi, hãy đợi đấy. Thẩm Trạch sửng sốt một lúc trước khi kịp phản ứng, đột nhiên mỉm cười giận dữ, chỉ vào Chu Dương và hét lên. Sau đó, trước mắt mọi người, Thẩm Trạch quay lại và trực tiếp rời đi. Một chiếc ghế chặn đường hắn và bị hắn đá văng ra xa. Khi hai người phụ nữ thấy Thẩm Trạch rời đi, họ vội chạy theo sau. Chu Dương, cậu đã xúc phạm Thẩm công tử, ngay cả khi Thẩm Bích Quân che chở cho cậu, cậu sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu. Đến lúc đó, cậu đến cầu xin tôi, nói không chừng tôi có thể nể tình vì thể diện của Linh Ngọc, tôi sẽ cầu xin giúp cậu. Trần Tuấn Sinh cuối cùng cũng rời đi và liếc nhìn Chu Dương, nhẹ nhàng nói với Tạ Linh Ngọc, chúng ta đi thôi. Tạ Linh Ngọc nhìn Trần Tuấn Sinh một cách thờ ơ, tôi còn có việc cần giải quyết, anh đi trước đi. Trần Tuấn Sinh có chút sững sờ, đột nhiên biết rằng mình vừa nói mối quan hệ của cô với Chu Dương, điều đó khiến Tạ Linh Ngọc không vui. Nhưng hắn luôn tin rằng Tạ Linh Ngọc và Chu Dương sớm muộn gì cũng không có kết quả tốt, rằng Tạ Linh Ngọc sẽ sớm trở lại vòng tay của hắn. Được thôi, ngày mai là sinh nhật của mẹ em, đến lúc đó anh sẽ tới. Sau đó, Trần Tuấn Sinh khẽ nâng cằm và mỉm cười tự hào với Chu Dương trước khi rời đi. Sinh nhật. Đôi mắt của Chu Dương khẽ lóe lên, và anh nghe thấy rõ ràng những lời của Trần Tuấn Sinh. Ngày mai là sinh nhật của mẹ Tạ Linh Ngọc, 3 năm trước, mẹ Linh Ngọc luôn tổ chức sinh nhật vui vẻ, nhưng bất cứ khi nào anh mang một món quà được chuẩn bị cẩn thận cho mẹ Linh Ngọc, sẽ luôn nhận lại một ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Lời nói của Trần Tuấn Sinh cho thấy hắn ta và Linh Ngọc đã tiến thêm một bước. Lúc này, tâm trạng của Chu Dương vô cùng phức tạp. Nhưng Chu Dương không có thời gian để nói chuyện với Tạ Linh Ngọc tại thời điểm này. Sau khi Thẩm Trạch rời khỏi, sự yên tĩnh đã được khôi phục trong hội trường và lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng chính thức bắt đầu. Là người phụ trách toàn bộ dự án, Chu Dương đi đến trước hội trường và bắt đầu phát biểu. Chu Dương đã giới thiệu màn hình PPT chi tiết của dự án hoạt chất làm trắng và các vấn đề liên quan như định hướng tiến độ của dự án trong tương lai và không gian lợi nhuận cho các công ty. Làm như vậy, nó không chỉ làm cho dự án hoạt chất làm trắng thu hút nhiều sự chú ý hơn mà còn khiến những công ty hợp tác với các công ty nổi tiếng có niềm tin vững chắc.
Dự án hoạt chất làm trắng dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận trong vòng một năm và tỷ lệ lợi nhuận chắc chắn sẽ vượt quá 10 lần. Chu Dương tự tin tuyên bố rằng anh rất tin tưởng vào dự án hoạt chất làm trắng này. Lợi nhuận gấp 10 lần là những gì anh nói để truyền cảm hứng cho mọi người. Chỉ Chu Dương biết chắc rằng lợi nhuận được tạo ra bởi dự án hoạt chất làm trắng trong vòng một năm không bao giờ có thể thấp hơn 10 lần. Nhưng những người khác không biết Chu Dương nghĩ gì vào lúc này. Sau khi nghe bài phát biểu của Chu Dương, kết hợp với triển vọng của dự án hoạt chất làm trắng, mọi người đều rất phấn khích. Nếu nó thực sự giống như Chu Dương đã nói, dự án hoạt chất làm trắng có thể kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần chỉ trong một năm. Vì vậy, ngay cả khi nó không phải là công ty thụ hưởng lớn nhất, vì là công ty hợp tác cơ bản của dự án này, họ cũng có thể có nhiều lợi ích. Chúng tôi tin tưởng vào công ty Danh Dương rất nhiều. Chúng tôi sẵn sàng tin rằng Chu Tổng có thể đưa chúng tôi cơ hội kiếm tiền rất lớn. Đúng vậy, thật không uổng phí khi luôn ủng hộ công ty Danh Dương và Chu Tổng. Mọi người cùng hùa theo, không bị Thẩm Trạch gây rắc rối, bầu không khí rất hài hòa. Chu Dương có ở đây không? Lúc này, một người bồi bàn bước vào, nhìn vào đám đông và khẽ hỏi. Ngay lập tức, mọi người nhìn về phía Chu Dương. Anh có phải là Chu Dương không? Người phục vụ dõi theo ánh mắt của mọi người và nhìn thấy Chu Dương đứng, nhanh chóng bước tới phía Chu Dương. Tôi là Chu Dương đây, có chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi với vẻ mặt không chút biểu tình gì. Vẻ ngoài của người phục vụ trước mặt anh ta giống với người phục vụ ở Thúy Hồ Cư, nhưng có một chút khác biệt. Điều này khiến Chu Dương gần như đoán được danh tính của bên kia. Tuy nhiên, Chu Dương chỉ là một người ở rể không chút nổi bật, và không thể biết bất kỳ người nào sống ở Thúy Hồ Cư. Ông Chu Dương, ông chủ của chúng tôi có một món quà dành cho ông. Người phục vụ mỉm cười và nói nhẹ nhàng, sau đó vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, ngay lập tức có một đội ngũ bồi bàn khác, từ bên ngoài hội trường, và mỗi người trong số họ đẩy rất nhiều bàn thức ăn chứa một khay có mái che. Nghe những lời của người phục vụ, mọi người có mặt đều sững sờ. Họ chỉ đơn giản là không thể tin những gì họ vừa nghe. Ngay cả Thẩm Bích Quân cũng ngạc nhiên vào lúc này, và đôi mắt cô hướng về khuôn mặt của Chu Dương. Ông chủ của Thúy Hồ Cư đã tặng quà, mà lại chỉ đích thị tặng nó cho Chu Dương. Phải biết rằng, kể từ khi khai trương, Thúy Hồ Cư được biết đến với sự xa hoa cao cấp. Nhưng ông chủ của Thúy Hồ Cư lại rất thần bí, rất khó có thể gặp được. Ngay cả trong thành phố, không có hơn 5 người có thể biết chủ sở hữu của Thúy Hồ Cư. Nhưng bây giờ, chủ sở hữu của Thúy Hồ Cư không chỉ có hành động, mà còn tặng cho Chu Dương một món quà. Làm thế nào điều này có thể xảy ra, nó làm cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay lập tức, một câu hỏi lớn xuất hiện trong ý nghĩ của mọi người. Chu Dương này là ai? Nếu anh ta chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương và là người phụ trách dự án hoạt chất làm trắng, thì không thể đạt đến đẳng cấp của ông chủ đằng sau Thúy Hồ Cư. Ngay cả Thẩm Bích Quân, người nổi tiếng trong công ty, cũng không đủ điều kiện để gặp ông chủ đằng sau Thúy Hồ Cư. Ông chủ của anh, tôi dường như không biết ông chủ của anh. Chu Dương cau mày và nhìn vào đội ngũ bồi bàn bước vào. Anh cũng bối rối và suy đoán, liệu Thúy Hồ Cư này có phải là tài sản của Chu gia không? Ông chủ của chúng tôi nói rằng hôm nay là một ngày quan trọng đối với ông Chu Dương, vì vậy tôi đã tặng một món quà và hy vọng rằng ông Chu Dương sẽ được thuận buồm xuôi gió. Người phục vụ nói với một nụ cười, và sau đó hướng dẫn những người phục vụ khác mở những chiếc đĩa trước mặt họ. Những người phục vụ làm việc cùng nhau, và gần như cùng lúc mở chiếc đĩa trước mặt họ, để lộ những món ăn bên trong. Không thể tin được. Ngay lập tức, toàn bộ hội trường Dược Long là tiếng thở gấp. Các món ăn trước mặt những người phục vụ này đều là những món ăn hàng đầu của Thúy Hồ Cư. Nếu không có một địa vị nhất định, không thể đặt hàng. Có tin đồn rằng đây là món ăn đầu tiên của Thúy Hồ Cư. Nó sẽ chỉ được làm 3 lần một năm, và mỗi lần nó xuất hiện trong quá khứ, không chỗ nào không phải những nhân vật lớn. Đó là tôm hùm thâm ngao. Tôi nghe nói rằng nó được đánh bắt từ rãnh Thái Bình Dương. Chỉ có chưa đầy 100 con. Ngoài ra còn có Mika. Thật tuyệt vời. Mọi người đừng nhìn đi chỗ khác, vẫn còn cá ngừ Lam Kỳ, đây là thứ tốt quý giá nhất. Mọi người nhìn vào những món ăn tuyệt vời đó, và họ đã bị sốc. Sau đó, có sự ghen tị vô tận. Chưa kể đến việc được chủ nhân của Thúy Hồ Cư tặng một món quà,
chỉ riêng những món ăn đó, chính là món ngon mà vô số kẻ tham ăn đã theo đuổi suốt đời. Đây là... Chu Dương cau mày và nhìn vào các món ăn trước mặt anh không thể không đặt câu hỏi. Nghe ý kiến của người khác, anh cũng biết rằng đây là những điều tốt nhất, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Nhưng anh và ông chủ được gọi là không bao giờ gặp nhau, tại sao phía bên kia lại nhiệt tình đến vậy? Ông Chu Dương, ông chủ của chúng tôi nói, đây không phải là lúc để gặp ông, nhưng ông ấy sẽ luôn chú ý đến bạn, món quà này chỉ là quà ra mắt mà ông ấy tặng ông. Người phục vụ cười nhẹ, không nói gì nhiều. Sau khi tất cả các món ăn được trình bày, anh ta cũng từ từ rút khỏi hội trường Dược Long. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong toàn bộ hội trường đều hướng về phía Chu Dương, đầy những câu hỏi. Chu Tổng, không biết mối quan hệ của ông với ông chủ của Thúy Hồ Cư là gì? Một người dáng vẻ xinh đẹp tiến tới, hỏi với thái độ dè dặt. Chu Dương không nói gì, anh có thể thấy dấu vết của sự đố kỵ trong mắt của bên kia. Chu Tổng, nếu anh sớm đã quen biết ông chủ của Thúy Hồ Cư, quả thật Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh không thể đấu lại anh. Chu Tổng, chúng tôi thật không thể có được may mắn như vậy, có thể gặp mặt ông chủ của Thúy Hồ Cư một lần. Nhiều người nói, đầy ghen tị và ham muốn. Xin lỗi, tôi không quen biết ông chủ của Thúy Hồ Cư. Chu Dương trực tiếp phủ nhận. Nhưng ông ấy biết anh, phải không? Chu Dương, tại sao anh lại nổi tiếng dù chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong 3 năm qua? Tôi càng ngày càng tò mò hơn. Và giọng nói của Thẩm Bích Quân cũng vang lên bên tai Chu Dương. Nó nghe và quay nhẹ nhàng, đầy cám dỗ. Tôi nói tôi cũng ngạc nhiên, cô có tin không? Chu Dương bất lực nói, nhìn vào những món ăn ngon nhất trước mặt anh, trong lòng đầy suy tư. Cho dù người kia là ai, vì những món ăn này được giao, sẽ thật lãng phí nếu anh không ăn chúng. Dù sao đi nữa, ông chủ này tốt bụng, vì ông ấy đã tặng chúng ta những món ăn này, chúng ta hãy cùng ăn thôi. Chu Dương mời mọi người cùng nhau nếm thử, không khí bỗng trở nên sôi động. Lúc này, Chu Dương nhận thấy Tạ Linh Ngọc đã ở trong góc và không tham gia bữa tiệc. Chương 22, sinh nhật của mẹ vợ. Linh Ngọc, em. Đôi mắt của Chu Dương khẽ lóe lên, chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Linh Ngọc, muốn nói gì đó, nhưng mới nói một nửa, lại nói không nên lời. Anh không thể trực tiếp hỏi sinh nhật bà Tạ vào ngày mai, bọn họ có phải muốn tổ chức cùng Trần Tuấn Sinh? Chu Dương, đây mới là thân phận thực sự của anh sao? Tạ Linh Ngọc hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt có chút trống rỗng, lúc nhìn thấy Chu Dương, ánh mắt không hề tập trung. Linh Ngọc, một số việc anh rất khó để giải thích, nhưng chỉ cần em biết, trước giờ anh chưa hề lừa gạt em. Chu Dương biết rằng Tạ Linh Ngọc trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận thân phận mới của mình, cũng khó để ép buộc. Em biết, anh không phải là người biết nói dối. Em hơi mệt, đi trước nhé. Tạ Linh Ngọc sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ sự mê hoặc, nói xong liền rời khỏi Thúy Hồ Cư. Chu Dương biết cô ấy nhất thời không thể chấp nhận được sự thay đổi của mình, điều cô ấy cần nhất bây giờ là bình tĩnh lại, vì vậy anh sẽ không đuổi theo. Chấm. Nếu như bỏ qua chuyện Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh gây sự, bữa tiệc này chắc chắn sẽ thành công. Không chỉ là dự án các sản phẩm dưỡng trắng da chính thức ra mắt, tất cả các công ty có mặt đều vui vẻ với công ty Danh Dương. Thậm chí chuyện ông chủ Thúy Hồ Cư tặng quà cho Chu Dương, chuyện như này chắc trong thành phố cả năm không có quá 2 lần. Trong một lúc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Dương với ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí bí mật xác định, bất kể thế nào, cũng phải cùng Chu Dương làm việc trong dự án sản phẩm dưỡng trắng da và chống lão hóa. Là người mà ông chủ Thúy Hồ Cư có thể tặng quà, sao có thể là người bình thường cơ chứ? Sau bữa tối, tạm biệt tất cả mọi người, chỉ còn một vài người từ công ty Danh Dương vẫn ở trong sảnh Dược Long. Chu Dương cảm thấy có gì đó không ổn, xung quanh anh có một luồng không khí nóng bừng. Này, mọi người sẽ không nhìn tôi đến mức như thế này chứ? Chu Dương buông lỏng tay, có phần bất lực. Thẩm Bích Quân, Diệp Sở Thiến và những người khác trong công ty đều chìm chằm chằm vào anh vào lúc này. Không chỉ vậy, họ nhìn từ trên y xuống như thể họ muốn nhìn thấu thủng cả Chu Dương. Chu Tổng, không ngờ anh vậy mà giấu giếm lừa gạt chúng tôi trong 3 năm liền. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Sở Thiến nhìn Chu Dương một cách thích thú. Chị Diệp, tôi là người thế nào chị còn không biết sao? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi.
Chu Dương mỉm cười cay đắng. 3 năm, đối với anh mà nói, cũng không là khoảng thời gian đáng nhớ. Trong 3 năm này, anh dường như là một người không có sinh mệnh. Mãi đến khi Chu gia xuất hiện, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Được rồi, dù thế nào, Chu Dương cuối cùng cũng là người của công ty Danh Dương chúng ta, bây giờ còn là người phụ trách dự án sản phẩm dưỡng trắng da và chống lão hóa. Tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ làm tốt dự án này. Thẩm Bích Quân làm cắt đứt ánh mắt của mọi người, nhìn Chu Dương cười nói, phải không, Chu Tổng? Tất nhiên rồi, nếu dự án hoạt chất dưỡng trắng da trong 1 năm không thể kiếm được hơn 10 lần lợi nhuận, thì Chu Dương coi như làm không công rồi. Chu Dương nói với vẻ tự tin. Sau đó, Thẩm Bích Quân và Chu Dương, cũng như mọi người trong dự án hoạt chất dưỡng trắng da, kiểm tra tiến độ của dự án và xác nhận rằng không có nhầm lẫn gì, rồi rời khỏi. Chu Dương là người cuối cùng rời đi. Trước khi rời đi, anh nhìn Thúy Hồ Cư nơi ánh đèn vẫn còn chói lóa. Anh cũng đang trong sự ngờ hoặc. Theo lời người phục vụ, ông chủ của Thúy Hồ Cư hình như quen biết mình, còn nói rằng bây giờ không phải là lúc để gặp anh, và sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày gặp mặt. Mặc dù Chu Dương cũng rất hiếu kỳ, nhưng anh chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng. Ngày hôm sau, Chu Dương đến viện điều dưỡng sớm để thăm mẹ. Vài ngày trước, anh luôn bận rộn với buổi lễ ra mắt dự án hoạt chất dưỡng trắng da nên đã không đến được. Bây giờ mới đến thăm, và nhân tiện, anh sẽ nói với mẹ về những gì anh sẽ làm sắp tới. Tiểu Dương, con cũng không cần phải đến thăm mẹ thường xuyên đâu. Mẹ biết rằng con có nhiều việc, huống hồ, mẹ cũng chưa đến tuổi cần người khác chăm sóc 24/24. Bà Chu nhìn Chu Dương, vẻ mặt đau lòng. Đúng rồi, gần đây con có gặp Linh Ngọc không? Mẹ nhớ hình như hôm nay là ngày sinh nhật của bà thông gia. Sao con lại không đến đó? Cái thằng này, đúng là không hiểu chuyện. Bà Chu chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói, khuôn mặt ngày càng trở nên lo lắng. Mẹ, cô ấy không bảo con đến không phải mất mặt sao? Khuôn mặt của Chu Dương ảm đạm, giọng cũng trở nên hờ hững. Hôm qua, Trần Tuấn Sinh nói rằng hôm nay hắn ta sẽ đến Tạ gia để chúc mừng sinh nhật bà Tạ. Khi nghĩ đến việc bà Tạ nhìn thấy Trần Tuấn Sinh, Chu Dương cảm thấy buồn bực. Cái thằng này, bà thông gia là trưởng bối. Trưởng bối không mời con đến thì chẳng lẽ con không đến sao? Mặt bà Chu trầm xuống, rồi dục con không cần phải lo cho mẹ, nhanh đi mua quà để đến chúc mừng sinh nhật bà thông gia, nếu không, đến muộn bà thông gia sẽ không vui đâu đấy. Chu Dương bị bà Chu đuổi ra khỏi phòng, mặt đầy vẻ bất lực. Anh đã không nói mọi thứ rõ ràng với mẹ, và chưa đề cập đến việc anh đã thừa kế tài sản Chu gia. Anh thậm chí còn chưa nói với bà Chu rằng anh ta sẽ không đến Tạ gia thì bà Tạ sẽ càng vui hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, mẹ anh cũng đã lên tiếng, anh không đi thì không được. Mặc dù 3 năm nay, anh tủi nhục ở nhà Tạ gia nhưng tình cảm của anh đối với Tạ Linh Ngọc là thật. Nếu không năm đó anh cũng không từ bỏ sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông để ở rể nhà họ Tạ. Chu Dương biết rằng bà Tạ thích đồ trang sức bằng ngọc, đặc biệt là một số đồ trang sức ngọc quý. Phỉ Thúy Hiên là cửa hàng trang sức ngọc bích lớn nhất trong thành phố. Hơn nữa, tất cả các đồ trang sức bằng ngọc được bán bên đều là sản phẩm cao cấp, thường dành cho những người giàu có và quý phái. Khi Chu Dương kết hôn với Tạ Linh Ngọc, muốn mua một chiếc vòng cổ bằng ngọc Phỉ Thúy Hiên cho Tạ Linh Ngọc, anh đã phải rất đắn đo về giá cả, mãi vẫn không mua được. Chào mừng quý khách. Chu Dương bước vào cửa hàng Phỉ Thúy Hiên, với sự tiếp đón bằng lời chào và sự thân thiện chê y khuôn mặt. Đây là cửa hàng hàng đầu của Phỉ Thúy Hiên ở trung tâm thành phố. Trang sức, ngọc bích với sự đa dạng và thông số kỹ thuật cao nhất, mặt tiền cửa hàng rộng gần 200 mét vuông. Đây là vị trí đắt đỏ ở trung tâm thành phố, có thể nói là mặt tiền hoàn hảo. Bây giờ hãy còn sớm, cửa hàng Phỉ Thúy Hiên cũng không có nhiều khách lắm, chỉ có 2-3 khách đang xem trang sức thôi. Chu Dương vừa đến thì bước đến quầy bán dây chuyền luôn. Phiền bạn cho tôi xem chiếc vòng này được không? Chu Dương nhìn kỹ vào những sợi dây chuyền bên trong tủ rồi thấy một sợi dây chuyền thạch anh tím rất đẹp, làm tim anh rung động, cảm thấy nó rất phù hợp với Tạ Linh Ngọc. Ok, phiền anh chờ một chút. Nhân viên cửa hàng là một cô gái trẻ và đáng yêu, đôi má lúm đồng tiền khiến cô ấy càng đáng yêu hơn. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên.
Nhân viên cửa hàng nghe thấy liền dừng tay lại ngay lập tức, rụt rè nhìn người mới đến. Chu Dương cau mày, bị người khác cắt ngang thì quả thật rất khó chịu. Khi nhìn thấy rõ người vừa đến, Chu Dương phát hiện rằng đây chính là quản lý cửa hàng. Chu Thiến, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Không phải động một tí là đem trang sức của Phỉ Thúy Hiên ra cho người khác xem, cũng không phải xem là mua nổi, nếu bị va đập hay bị bẩn, ai chịu trách nhiệm chứ? Khuôn mặt của người quản lý dày một lớp trang điểm, một đôi mắt lướt chê y người của Chu Dương, liền ghét bỏ quay mặt đi. Chu Dương sững người một lúc, cúi đầu nhìn xuống quần áo chê y người mình. Bộ vest quý giá hôm qua mặc tham dự bữa tiệc hôm qua đúng lúc đang giặt. Hôm nay, vốn dĩ chỉ định đi thăm mẹ, nên ăn mặc tùy ý một chút. Thoạt nhìn, quần áo của anh trông giống như được mua từ vỉa hè. Mà người quản lý này rõ ràng là nhìn thấy điểm này mà coi thường Chu Dương. Làm sao, không lẽ xem một tí cũng không được à? Chu Dương nhướng mày, trầm giọng nói. Này, tôi nói cậu có vấn đề gì đúng không? Nghe không hiểu tiếng người à? Cậu xem người như cậu có thể mua nổi những thứ này sao? Mau đi đi, đừng có ở đây chướng mắt. Người quản lý đã làm việc trong một cửa hàng trang sức lâu dài và tất nhiên có khả năng nhìn người. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Chu Dương, liền biết rằng anh không phải là khách hàng mục tiêu. Thấy Chu Dương đứng yên trước quầy, liền lập tức đưa tay đẩy qua. Nhưng dù sao Chu Dương cũng là đàn ông, đứng yên một chỗ, lại còn là phụ nữ sao có thể dễ dàng đẩy. Cậu muốn làm gì, cậu mà không đi, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ đấy. Thấy Chu Dương vẫn còn thờ ơ, quản lý lập tức chuẩn bị gọi nhân viên bảo vệ. Đây không phải là Chu Tổng sao? Sao anh lại ở đây? Ngay sau đó, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Một người đàn ông trung niên cao lớn cùng với cô gái trẻ bước chậm đến. Chu Dương biết người này và chính là Trương Huy của Mỹ Phẩm Mỹ Tư. Chỉ là anh không ngờ rằng, vừa gặp nhau vào bữa tiệc hôm qua hôm nay lại gặp nhau ở đây. Trương Tổng, thật là trùng hợp. Chu Dương khẽ mỉm cười gật đầu, vẫy tay. Chu Tổng, có vấn đề gì thế? Trương Huy dường như biết Chu Dương đang gặp chuyện gì nên chủ động hỏi. Có thể tình cờ gặp Chu Dương cũng là một chuyện tốt với Trương Huy. Mà nếu nó có thể giúp Chu Dương giải quyết rắc rối này, thì việc hợp tác trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa chắc chắn sẽ có lợi hơn Mỹ Phẩm Mỹ Tư. Không có gì, chỉ là một số người coi thường người khác thôi. Chu Dương nhẹ nhàng nói, ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc đến người quản lý. Lúc này, nhân viên cửa hàng Chu Thiến và quản lý đều ngạc nhiên nhìn Chu Dương. Trương Huy thì họ quen biết, không chỉ là khách hàng thường xuyên của Phỉ Thúy Hiên, mà còn là bạn bè với chủ cửa hàng. Chỉ là họ không ngờ rằng cái người mặc đồ bình dị trước mặt lại quen biết với Trương Huy. Tiểu thư, cô có thể cho tôi xem chiếc vòng này không? Chu Dương không thèm để ý đến sự kinh ngạc của bọn họ, trực tiếp gõ nhẹ vào quầy, kéo Chu Thiến đầy ngạc nhiên trở lại. Sao lại thế này? Chuyện này chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng, mà còn làm ông chủ cửa hàng để ý đến. Lão Triệu, có vẻ như các nhân viên trong cửa hàng của anh cần phải đào tạo lại một chút, ngay cả Chu Tổng cũng không xem ra gì. Trương Huy thấy người vừa mới đến thì cười nhẹ nói đùa. Triệu Thiên Lai chính là chủ của cửa hàng Phỉ Thúy Hiên, lai lịch thâm hậu, trong cửa hàng này anh ta là số 2 thì không ai số 1. Tiểu Vương, chuyện là như thế sao? Triệu Thiên Lai trừng mắt nhìn người quản lý rồi nhìn sang Chu Dương. Không biết vị này là... Lúc anh ta hỏi điều này, mắt anh quay sang nhìn Trương Huy. Đây là Chu Tổng mà tôi nói với anh, ở công ty Danh Dương. Trương Huy không nói gì nhiều, chỉ vài câu nhưng đã khiến Triệu Thiên Lai kinh ngạc vạn phần. Chuyện xảy ra ở Thúy Hồ Cư hôm qua một đêm đã lan khắp thành phố. Phàm là người có tí địa vị thì không ai không biết đến sự tồn tại của Chu Dương. Không chỉ làm cho công tử nhà họ Thẩm mất mặt, còn dẫn dắt dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa mà mọi người xem trọng khi tuổi còn rất trẻ. Điều quan trọng nhất là ông chủ Thúy Hồ Cư còn tặng quà cho Chu Dương. Chỉ riêng điều này, cũng có vô số người tò mò về danh tính của Chu Dương. Hóa ra là Chu Tổng, nghe danh đã lâu, bọn nhân viên của tôi không hiểu chuyện. Khiến anh không vui rồi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cho anh. Triệu Thiên Lai mỉm cười xua tay.
không ai đánh người chạy lại, thấy chủ cửa hàng cũng rất lịch sự, Chu Dương cũng không nói gì nhiều. Anh cũng đưa tay ra, hai người nhẹ nhàng bắt tay rồi nhanh chóng buông ra. Tiểu Vương, còn không nhanh đem Thiên Tử Tâm cho Chu Tổng xem. Triệu Thiên Lai ngay lập tức khôi phục lại sự uy nghiêm của chủ tiệm, của mắng người quản lý một trận. Vâng vâng. Người quản lý vội vàng trả lời, liền đem dây chuyền đến. Từ đã, cứ để cô này giúp tôi lấy, không cần phiền quản lý đâu. Chỉ là, không đợi cho người quản lý đem dây chuyền đến thì Chu Dương đã chặn lại, trực tiếp bảo Chu Thiến đem đến. Chu Thiến không ngờ Chu Dương lại để mình đem đến, vẻ mặt hạnh phúc, cảm ca yêu ta siết nhìn Chu Dương và ngay lập tức xoay người lấy sợi dây chuyền từ quầy. Chu Dương không có ngốc, ngành nào có quy tắc ngành đấy. Trong kinh doanh trang sức, nhân viên bán được đồ trang sức sẽ nhận được hoa hồng. Chu Dương sẽ không để một người coi thường mình nhận được tiền hoa hồng này. Ngược lại, Chu Thiến rõ ràng được lòng hơn, hơn nữa Chu Dương cũng cảm thấy gần gũi hơn với Chu Thiến. Chu Tổng, chiếc vòng cổ thạch anh tím này được gọi là Thiên Tử Tâm, nó có nghĩa là tình cảm đối với đối phương là sự đúc kết cả nghìn năm, mãi không thay đổi. Cả cửa hàng Phỉ Thúy Hiên của chúng tôi chỉ có một dây này. Triệu Thiên Lai cười nói, và giải thích với Chu Dương. Chu Dương hài lòng gật đầu, Thiên Tử Tâm này rất phù hợp với Tạ Linh Ngọc. Vậy chọn chiếc này, bao tiền vậy? Ồ, vốn dĩ Thiên Tử Tâm này là một báu vật, có giá 5,8 triệu nhân dân tệ. Nếu Chu Dương muốn thì chỉ cần 2 triệu là được, coi như là được biết Chu Tổng. Triệu Thiên Lai cười ha hả nói. Vừa dứt lời, nhất thời có tiếng xì xào. Những người chú ý đến tình huống lúc nãy, khi nghe lời Triệu Thiên Lai, nhất thời đã bị sốc. Mà ngay cả người quản lý và Chu Thiến còn chết lặng và không thể tin vào tai mình. Dây chuyền hơn 5 triệu, trong chớp mắt chỉ còn 2 triệu, mất 3 triệu chỉ để làm quen thôi sao? Chu Tổng trước mắt rốt cuộc là ai? Lúc này, người quản lý lòng bắt đầu hối hận. Còn Chu Thiến cũng ngạc nhiên không thôi, và cũng rất biết ơn Chu Dương. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi xin nhận tình cảm của Triệu Tổng. Chu Dương đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh biết rằng đối phương làm như vậy, chắc chắn rằng hắn ta đã nghe thấy những gì đã xảy ra đêm qua. Xem ra vì một ông chủ thủy cư hồ chưa lộ mặt, mà trả giá cao như vậy để kết thân với mình. Nếu đối phương trong nghĩ như vậy, Chu Dương cũng bằng lòng làm như thế. Ha ha, hay lắm, hay lắm. Triệu Thiên Lai cười to, phấn khích trong lòng. Tôi vẫn cần một chiếc vòng tay bằng ngọc để tặng cho trưởng bối. Không biết liệu Triệu Tổng có ý gì không? Gói xong Thiên Tử Tâm, Chu Dương mua một chiếc vòng tay bằng ngọc cho bà Tạ, đó xem như là quà sinh nhật. Có chứ, Chu Tổng, ở đây. Chấm chấm. Chào tạm biệt Trương Huy và Triệu Thiên Lai, Chu Dương mang theo hai hộp quà bước ra khỏi Phỉ Thúy Hiên và đi về hướng Tạ gia. Trong 3 năm qua, mỗi lần sinh nhật bà Tạ, họ hàng thân thuộc của Tạ gia sẽ đến. Lúc Chu Dương đến trước lầu nhà họ Tạ, thấy không ít xe đậu trước cửa. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen huyền, mắt của Chu Dương ngay lập tức co lại và hai bàn tay không dưng mà nắm chặt. Chương 23, món quà là giả. Chiếc xe đỗ ở trước cửa, là xe của Trần Tuấn Sinh. Chu Dương không ngờ rằng Trần Tuấn Sinh đến Tạ gia sớm như vậy. Anh thậm chí còn định quay đầu đi, nhưng khi nghĩ về bản thân mình nhiều năm như vậy đều khúm na khúm núm, không chỉ Tạ gia mà còn nhiều người khác đều coi thường anh, đến anh còn coi thường chính mình. Bây giờ anh không còn là một thằng ở rể hèn nhát nữa, những tủi nhục đó, anh hà cớ gì phải chịu nữa. Chu Dương không nói lời nào, chậm rãi bước lên lầu, đến trước cửa Tạ gia. Đứng trước cửa, Chu Dương có thể nghe rõ những âm nhanh náo động phát ra từ căn phòng. Cốc cốc. Chu Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Trong chốc lát, cánh cửa được mở ra, Tạ Linh Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương, cô không ngờ Chu Dương sẽ đến. Chu Dương nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô và cảm thấy có chút nhói lòng. Đây từng là nhà của anh, nhưng giờ đây, Tạ Linh Ngọc lại thấy ngạc nhiên khi anh trở về. Linh Ngọc, ai vậy? Giọng của bà Tạ phát ra từ bên trong. Mời vào. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng nói. Chu Dương cố nén sự đau lòng và nặng nề bước chân vào phòng. Sao lại là cậu, Chu Dương, cậu đến đây làm gì? Nhìn thấy Chu Dương,
giọng nói của bà Tạ đột nhiên tăng lên vài âm điệu, với khuôn mặt ngạc nhiên, đầy ghê tởm. Ây ô, đây không phải là Chu Dương sao? Sinh nhật của mẹ vợ, cậu là con rể mà sao giờ này mới đến? Đúng đấy, không phải là làm ăn không được tốt, không có mặt mũi đến sao? Ha ha! Vẫn là Tuấn sinh tốt, trẻ trung anh tú sự nghiệp lại thành công. Tôi nói, không biết Linh Ngọc bị cái gì, mà nhất quyết phải kết hôn với Chu Dương. Hiện tại trong phòng có 7-8 người họ hàng của Tạ gia. Họ nhìn thấy Chu Dương, thì cũng mỉa mai, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ. Người được bọn họ bao quanh chính là Trần Tuấn Sinh. Lúc này, Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương đầy đắc ý, đáy mắt hiện lên một tia nham hiểm, rồi bỗng đứng dậy mỉm cười với Chu Dương, anh Chu, tôi còn nghĩ anh không ở nhà. Chu Dương nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch của Trần Tuấn Sinh, trong lòng cảm thấy thật buồn nôn. Chu Dương, cậu không phải là có bản lĩnh sao? Không phải là muốn ly dị với Linh Ngọc à? Sao lại quay lại rồi? Bà Tạ nhìn thấy Chu Dương liền bực bội, giọng điệu gay gắt. Hay là sau khi rời khỏi Tạ gia của chúng tôi, phát hiện ra rằng mình là một kẻ vô tích sự, thậm chí đến mình và người mẹ ốm yếu bệnh tật cũng không nuôi nổi. Tôi nói cho cậu biết, ngay cả khi cậu không muốn ly hôn, Linh Ngọc cũng nhất định sẽ ly dị cậu, muốn tiếp tục lấy tiền từ Tạ gia chúng tôi, đừng có mơ. Thái độ của bà Tạ rất kịch liệt, căn bản không cho Chu Dương cơ hội để nói gì cả. Bà ngồi trên y ghế sofa với hai tay khoanh ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng. Chu Dương hít một hơi thật sâu và cố nén lửa giận trong lòng. Ban đầu anh cũng có một chút hoang tưởng về bà Tạ, nghĩ rằng trong vài ngày qua, cả hai bên đều lấy lại bình tĩnh. Nhưng xem tình hình bây giờ, bà Tạ một chút bình tĩnh cũng không có. Mẹ yên tâm rằng con sẽ không còn dựa vào bất cứ điều gì từ Tạ ra đâu, cũng không đến để xin tiền. Chỉ là mẹ con nói, hôm nay là sinh nhật của mẹ, bảo con đến để chúc mừng. Nếu mẹ đã không chào đón con cũng không phải đến để chuốc nhục. Đây là quà dành cho mẹ, sau này con sẽ không đến nữa đâu. Chu Dương lạnh lùng nói, đặt hộp vòng tay ngọc bích đang cầm trong tay trước mặt bà Tạ. Và một hộp quà khác chứa thiên tử tâm được đặt trước mặt Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, đây là quà dành cho em. Kết hôn lâu như vậy rồi, anh vẫn chưa tặng em được gì. Đây xem như là anh bù đắp cho em. Ha, nói nghe hay đấy. Đến để chúc mừng sinh nhật của tôi. Tặng một thứ đồ rách nát xem như qua chuyện. Chu Dương, tôi cảnh báo cậu, sau này đừng có tiếp cận Linh Ngọc. Nếu không, đừng trách tôi. Đối với món quà của Chu Dương, bà Tạ căn bản không để mắt tới. Thôi thôi, cô sao phải tức giận thế, cháu nghĩ anh Chu cũng không phải cố ý. Trần Tuấn Sinh cười nhẹ nói, xoa dịu tình hình căng thẳng. Hôm nay cháu cũng có món quà muốn tặng cho cô, mong là cô sẽ thích. Trần Tuấn Sinh nheo mắt nhìn Chu Dương, lòng đầy sự căm phẫn và đắc ý. Ngay cả khi hắn ta biết rằng Chu Dương giờ là cổ đông của công ty Danh Dương, nhưng hắn ta sẽ không nói ra, với tính cách của Tạ Linh Ngọc cô cũng sẽ không nói, bà Tạ căn bản là sẽ không biết. Hơn nữa, Trần Tuấn Sinh tin rằng Chu Dương chỉ là ăn may vớ được một ít tiền của. Căn bản là không thể đánh đồng với hắn. Tuấn Sinh quả thật có lòng. Đúng đấy, mở ra và xem có gì bên trong đi. Thấy quà của Trần Tuấn Sinh, một số họ hàng của Tạ gia lập tức tỏ vẻ ghen tị và không thể chờ đợi, thúc giục bà Tạ mở quà. Bà Tạ mỉm cười và mở món quà từ Trần Tuấn Sinh. Wow, thật đẹp. Đúng thế, chiếc vòng tay bằng ngọc này có lẽ rất nhiều tiền. Nhìn xem, là vòng tay của Phỉ Thúy Hiên, chắc chắn là rất có giá trị. Tuấn Sinh thật hiếu thảo, so với ai kia thì hơn nhiều rồi. Mấy người này bảy mồm tám miệng, bàn luận rôm rả không ngớt khen ngợi Trần Tuấn Sinh. Về phần Chu Dương, tất cả bọn họ đều chê bai. Ồ, các chú và các cô, anh Chu cũng là có ý tốt, hay là xem anh ấy tặng quà gì? Trần Tuấn Sinh cười nhẹ, và thái độ của hắn ta rất nhã nhặn. Nếu ai đó không biết bộ mặt thật của hắn ta chắc chắn sẽ tưởng hắn ta là một người nho nhã. Nhưng Chu Dương biết rằng Trần Tuấn Sinh đang diễn kịch. Hắn ta làm như vậy không gì khác hơn là muốn hạ nhục anh trước mặt bà Tạ và họ hàng Tạ gia, khiến họ thất vọng về anh, và rồi buộc anh phải ly dị với Tạ Linh Ngọc. Hừ, cũng chỉ là một thứ rách nát, có gì đáng xem chứ? Chỉ là bà Tạ dường như không hứng thú gì với món quà của Chu Dương, và bà ta cũng không có ý định mở nó.
Cô à, tâm ý của anh Chu vẫn không nên phụ lòng, hay là để cháu giúp cô mở ra nhé? Nói xong, Trần Tuấn Sinh trực tiếp đưa tay ra và mở hộp quà của Chu Dương. Hứ, chắc chắn là thứ bỏ đi, căn bản không đáng tiền. Cũng không chừng, có khi là anh ấy tự làm đấy, ha ha. Mọi người cười khẩy một lúc, ánh mắt căn bản không nhìn vào món quà. Nhưng khi Trần Tuấn Sinh mở hộp quà, ánh mắt của mọi người, bao gồm cả bà Tạ, đều bị thu hút. Chỉ thấy bên trong đặt một chiếc vòng tay phỉ thúy hiên màu xanh ngọc. So với chiếc vòng tay ngọc bích của Trần Tuấn Sinh, màu sắc sáng hơn và trong suốt hơn. Ồ, đây không phải là vòng tay phỉ thúy hiên à? Đúng vậy, có logo của phỉ thúy hiên chê y đó không? Không lẽ thằng bé này giàu có rồi? Ha, gì mà giàu có, nó phải là giả sói đuôi to rồi. Mọi người đều nghi ngờ, nhưng cũng không muốn tin là thật. Ha ha, anh Chu, anh cớ gì lại phải làm như vậy? Cửa hàng trang sức phỉ thúy hiên có giấy chứng nhận chuyên biệt. Nếu anh muốn làm giả, ít nhất cũng phải cẩn thận hơn chứ hơn. Hai má của Trần Tuấn Sinh khẽ giật, đáy mắt hiện lên một tia nham hiểm. Hắn sao lại không thể nhìn ra đây là một chiếc vòng tay phỉ thúy hiên thực sự cơ chứ, thậm chí còn tốt hơn so với chiếc mà anh ta tặng. Nhưng hắn ta không thể nói ra, và cũng không muốn nói. Hóa ra là hàng giả à, tôi đã nói mà, làm sao mà anh ta có thể có tiền cơ chứ? Hừ, Linh Ngọc, nhìn chồng con xem, tặng quà cho mẹ vợ vậy mà tặng hàng giả, còn không bằng Tuấn Sinh. Mấy người họ hàng của Tạ Linh Ngọc nhìn vào những chiếc vòng ngọc của Chu Dương mà nhận xét bình phẩm, với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ. Chu Dương thản nhiên nhìn bọn họ, và không có ý định giải thích. Từ lúc anh bước vào cửa, bà Tạ và bảy tám dì này đã không xem anh ra gì, và giờ còn cho rằng chiếc vòng mà anh chọn là đồ giả, cho dù tính khí của Chu Dương có tốt cũng không thèm nói chuyện với mấy người này. Chu Dương, cậu xem tôi là người thế nào thế? Ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà bây giờ còn muốn dùng thứ rác rưởi này làm quà cho tôi. Xem ra tôi bắt Linh Ngọc ly dị là đúng rồi. Bà Tạ cười khẩy, đứng thẳng dậy và kéo Tạ Linh Ngọc sang một bên. Linh Ngọc, hôm nay con phải ly hôn với cái thằng phế vật này. Con xem, anh ta có xem mẹ như một bà mẹ vợ không? Lại có thể tặng thứ rác rưởi này, thực sự xem mẹ là nơi thu gom đồng nát à? Bà Tạ rất tức giận. Cơn giận của bà ta lúc này đã trút hết lên người Chu Dương. Mà Chu Dương có thể đứng ở đây, chẳng qua cũng chỉ nhờ vào việc trở thành chồng của Tạ Linh Ngọc. Chỉ cần hai người họ ly hôn, thì Chu Dương phải cút ra ngoài. Đúng đấy, một cô gái tốt như Linh Ngọc, kết hôn với loại người không tiền đồ này, thực sự là một sự sỉ nhục. Trần Tuấn Sinh đứng một bên nói tiếp. Chu Dương lạnh lùng nhìn anh, nói, cậu là cái thá gì? Còn dám dựa vào công ty Tuấn Phát để lên mặt tôi? Toàn bộ công ty của các người có đáng giá bằng một dự án mà tôi đang phụ trách sao? Cái gì? Vừa dứt lời, những người họ hàng Tạ gia bao gồm cả bà Tạ trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đều biết rằng Chu Dương đang làm việc trong công ty danh Dương, nhưng cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường. Cũng không kiếm được nhiều tiền, lại không có địa vị gì. Nhưng bây giờ, cái tên phế vật này thậm chí đã trở thành người phụ trách dự án của công ty danh Dương. Nếu thế thì thật sự có quyền lực. Trong lúc nhất thời, thái độ của bà Tạ dịu đi rất nhiều, chỉ là đôi mắt đang nhìn Chu Dương, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Tuấn Sinh, những gì cậu ta nói là đúng. Cái tên phế vật này thực sự đã trở thành người phụ trách dự án của công ty danh Dương. Đúng thế, có nghe lầm không? Cái tên rác rưởi này thì có bản lĩnh gì chứ? Lại có thể lãnh đạo dự án của công ty danh Dương, hẳn là quyền lực không nhỏ. Một số người họ hàng nhỏ giọng xác nhận với Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, không dám trả lời. Linh Ngọc, việc này có đúng không? Bà Tạ lập tức nhìn Tạ Linh Ngọc, tìm kiếm câu trả lời. Ừ. Tạ Linh Ngọc tâm trạng phức tạp, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua đến bây giờ cô vẫn không rõ. Cô ấy vẫn đang mơ hồ với thân phận khác của Chu Dương. Giờ phút này nghe thấy bà Tạ hỏi cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Điều này. Thấy Tạ Linh Ngọc cũng biết chuyện, bà Tạ sững người một lúc. Nhưng ngay sau đó, bà Tạ đã nhanh chóng phản ứng, trong giây lát nở nụ cười chê y khuôn mặt, lộ rõ vẻ rạng rỡ. Ai ya, sao con không nói sớm hơn, Chu Dương, không phải mẹ đã nói với con,
nếu con sớm nỗ lực phấn đấu, Linh Ngọc cũng không phải chịu gánh nặng lớn như vậy, và mẹ không nóng nảy với con, phải không? Bà Tạ đưa tay ra, muốn nắm tay Chu Dương. Tuy nhiên, Chu Dương cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng và trực tiếp hất tay đi, để tay bà Tạ trong khoảng không. Bà Tạ thu tay lại, mỉm cười ngượng nghịu, nhưng bà không tức giận. Chu Dương cười khẩy trong lòng, nếu anh dám làm như vậy trước đây, bà Tạ chắc chắn sẽ chửi mắng anh. Nhưng bây giờ, bà Tạ chỉ mỉm cười ngượng ngùng, không có chút giận dữ nào cả. Chu Dương biết rằng tất cả là vì thân phận mới của anh. Đối với Tạ gia, lãnh đạo dự án và cổ đông của công ty Danh Dương là một vị trí sáng chói hơn cả vị trí giám đốc mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc. Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương một cách phẫn nộ, cố gắng nở một nụ cười và hỏi, tôi hơi tò mò tí, mấy năm nay anh đã ở Tạ gia, vẫn luôn là một nhân viên quèn của công ty Danh Dương, sao đột nhiên lại trở thành cổ đông của Danh Dương? Lần trước tôi thấy anh với chủ tịch của công ty Danh Dương, chủ tịch Thẩm Bích Quân, quan hệ thân mật, mà Thẩm Tổng cũng đang độc thân, không biết Chu Dương huynh đệ có diễm phúc gì mà được Chu Tổng yêu ái thế. Những lời của Trần Tuấn Sinh không rõ ràng, nhưng không ai trong số họ là kẻ ngốc, chỉ là vài lời nói mơ hồ, họ đã hiểu hết ý lời Trần Tuấn Sinh nói. Điều này rõ ràng nói rằng Chu Dương vì đã ở bên Thẩm Bích Quân và trở thành trai bao của bà ấy, một bước nhảy lên làm cổ đông của công ty Danh Dương. Nói cách khác, Chu Dương bây giờ cho dù là lãnh đạo dự án hay cổ đông của công ty Danh Dương, đều là Thẩm Bích Quân đã bồi thường cho anh ta. Ngay lập tức, biểu cảm chê y khuôn mặt của bà Tạ thay đổi, trong chớp mắt ánh mắt đầy sự giận dữ. Chu Dương, cái tên phế vật này, hại tôi nghĩ cậu tiến bộ, không ngờ rằng lại làm trai bao cho người khác. Hôm nay, cậu phải nói rõ cho tôi, nếu không hôm nay cậu không ký giấy ly hôn thì đừng hòng rời khỏi đây. Bà Tạ giận dữ hét lên, mắt to tròn trừng lên nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Một số người họ hàng khác cũng tỏ ra khinh thường, và thậm chí có hai người phụ nữ còn phỉ nhổ vào Chu Dương. Đồng tử của Chu Dương nhanh chóng co rút lại, liếc nhìn Trần Tuấn Sinh. Anh không ngờ Trần Tuấn Sinh lại có ý định này. Lúc đầu, cố ý nhắc đến thân phận của anh ấy, nhưng cũng chỉ vì ý đồ ở đằng sau. Nếu thực sự Chu Dương được Thẩm Bích Quân bồi thường như hắn ta nói, thì cái hố này đã được đào đúng lúc. Nhưng Chu Dương không phải người như vậy. Trần Tuấn Sinh, ý anh là gì? Không lẽ bài học lần trước đã dạy cho anh vẫn chưa đủ? Chu Dương khẽ nheo mắt và lãnh đạm nói. Lúc trước Trần Tuấn Sinh khiêu khích, Chu Dương đã một mình thay mặt cho công ty Danh Dương chặn trước công ty Tuấn Phát cho hắn một bài học trước mặt công chúng. Vậy mà bây giờ, hắn ta không rút ra được bài học gì, ngược lại còn bức ép Chu Dương. Tôi có ý gì chứ? Chu Dương, không lẽ anh dám làm mà không dám nhận sao? Nếu không, làm thế nào anh có thể trở thành cổ đông của công ty Danh Dương? Sao mà công ty Danh Dương có thể giao dự án sản phẩm trắng ra cho anh chứ? Chương 24, quà là thật. Trần Tuấn Sinh nhìn Chu Dương mặt biến sắc, trong lòng không kìm nổi vui sướng y gờ, quay đầu về phía Tạ Linh Ngọc, nói chi bằng, anh thử hỏi Linh Ngọc, xem cô ấy có tin anh không? Trần Tuấn Sinh hướng về phía Tạ Linh Ngọc với bộ mặt đắc ý. Chu Dương trong lòng liền cảm thấy hồi hộp. Anh không thể ngờ rằng Trần Tuấn Sinh lại đem Tạ Linh Ngọc dính líu vào chuyện này. Quả thực, nếu như đây chỉ là cuộc tranh chấp hai người giữa anh và Trần Tuấn Sinh, vậy thì anh chả có gì phải sợ cả. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên Tạ Linh Ngọc lại dính líu vào trong chuyện này, cho dù Chu Dương không hề làm trai bao đi chăng nữa, có những chuyện cũng khó mà giải thích rõ ràng được. Chu Dương, tôi đã suy nghĩ cả buổi tối, nhưng vẫn không thể nghĩ thông được, tôi muốn nghe anh nói. Tạ Linh Ngọc khẽ ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, gương mặt có chút nhợt nhạt, bên dưới đôi mắt đẹp kia phủ lên một vầng quầng thâm mờ. Chu Dương vừa nhìn là biết tối qua cô không ngủ ngon giấc. Thế nhưng khi đối diện với câu hỏi của cô, Chu Dương không biết phải trả lời cô thế nào cả. Anh không thể nói với cô rằng bản thân trở thành cổ đông của công ty Danh Dương là do đã đầu tư 1.000 vạn vào đó. Tuy rằng 1.000 vạn này đối với anh mà nói căn bản chả là gì cả, thế nhưng nói ra ai sẽ tin chứ? Một thằng ở rể nghèo kiệt xác có thể bỏ ra 1.000 vạn sao? Không thể nào. Nếu em tin anh, thì sẽ không hỏi anh. Chu Dương nghiêm túc nhìn Tạ Linh Ngọc, ngữ khí rất bình tĩnh. Anh đã nghĩ rất thông suốt rồi. Bản thân trong lòng đã yêu Tạ Linh Ngọc, thế nhưng hiện thực lại luôn tồn tại vô vàn những trở ngại.
Nếu như nói trước đây, địa vị và thân phận của bản thân anh là điều cản trở thì bây giờ chính sự tín nhiệm của Tạ Linh Ngọc với anh là cái trở ngại. Ha ha, Chu Dương huynh đệ, có gì mà không thể trực tiếp nói rõ ràng được chứ? Nếu như không phải anh nhờ vả vào mối quan hệ với Thẩm Bích Quân, e là bây giờ anh vẫn chỉ là cái bộ dạng cũ trước đây mà thôi. Trần Tuấn Sinh nhìn ra dường như Tạ Linh Ngọc vẫn còn tình cảm với Chu Dương, trong lòng ca yêu ta si ết động, liên tiếp truy hỏi đến cùng. Còn bà Tạ và cả đám người nhà Tạ gia cũng bắt đầu hùa theo. Đối với Chu Dương, trong lòng bọn họ vẫn luôn là sự khinh thường. Càng huống hồ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Chu Dương từ thân phận cổ đông của công ty danh Dương cái mà họ phải ngước nhìn kính mộ, trở thành thân phận của một thằng trai bao, lại khiến trong lòng bọn họ càng thêm khinh rẻ. Hừ, Cảnh Ngọc, tên phế vật này vốn dĩ không phải loại người tốt đẹp gì, giờ lại làm trai bao của người khác, giờ con có đủ lý do để ly hôn với nó rồi đó. Bà Tạ làm ầm lên, trực tiếp bày ra một bản thỏa thuận ly hôn. Chu Dương nhận ra bản thỏa thuận đó. Trước đây khi anh cùng mẹ ruột của mình tới nhà Tạ gia, bà Tạ từng lấy ra một bản hợp đồng ly hôn như thế này. Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng, bản thỏa thuận mà tối hôm đó anh không ký, giờ đây lại bày ra trước mắt mình. Chu Dương, lẽ nào đến một lời giải thích anh cũng không muốn nói với tôi sao? Gương mặt Tạ Linh Ngọc có chút đau khổ, trong đôi mắt đẹp là sự ảm đạm không chút ánh sáng. Thời gian cả một buổi tối, đã quá khuya rồi. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể bước ra khỏi sự việc xảy ra tối qua. Tôi nói lại một lần nữa, giữa tôi và Thẩm Tổng không hề có bất kỳ mối quan hệ nào, còn về thỏa thuận ly hôn, tôi nghĩ tôi vẫn nên bình tĩnh suy ngẫm lại. Chu Dương hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng của bản thân, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Hôm nay con đến là để mừng sinh nhật cùng với mẹ, nếu như mọi người đã không hoan nghênh như vậy, con cũng không ở đây vướng mắt mọi người nữa. Chu Dương lạnh lùng nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Hừ, ai là mẹ của mày chứ? Một thằng phế vật, có làm con rể của tao, tao cũng không thèm. Bà Tạ cười nhạt một cái, trực tiếp quay đầu, không tiếp tục nhìn Chu Dương nữa. À, đúng rồi, cái vòng ngọc phỉ thúy này đích thực là mua từ cửa hiệu Ngọc Bích, còn về là thật hay giả, các người có thể tới cửa hiệu Ngọc Bích kiểm nghiệm. Trước khi vào trong phòng, Chu Dương đột nhiên quay đầu nói khẽ. Hừ, đúng thực là nói khoác mà không biết ngượng, một thằng trai bao thì lấy đâu ra tiền mua phỉ thúy chứ. Dì ba của Tạ Linh Ngọc cười giễu cợt, trực tiếp vồ lấy chiếc vòng, chuẩn bị ném đi. Chỉ là khi bà ta chạm tay vào chiếc vòng, cả người đều sững sờ ra. Có chuyện gì thế, mau vứt cái thứ phế phẩm đó đi, giữ lại đây chỉ tổn làm vướng mắt. Tạ Mạc thấy em ba của mình cứ ngây ra, liền bắt đầu mất bình tĩnh. Cái này là hàng thật. Dì ba trong lòng không ngừng cảm thấy kinh ngạc, giọng nói cũng có chút run rẩy. Bà ta từng nhìn thấy vòng ngọc phỉ thúy của cửa hiệu Phỉ Thúy Hiên, nhưng vì giá quá cao nên không mua. Nhưng bà ta lại từng sờ vào nó, cảm nhận nó một cách hết sức chân thực. So với cái mà bản thân đang sờ trên y tay, cảm giác dường như là giống hệt nhau. Nghe dì ba nói vậy, bà ta rõ ràng có chút không tin. Phải biết là, hồi đó bà nhìn chiếc vòng ngọc bích đó, giá phải cao đến 60 vạn, cho dù là nhà Tạ gia, bà Tạ cũng chưa chắc nỡ bỏ tiền ra mua nó. Tuấn Sinh nói ngọc bích ở cửa hiệu Phỉ Thúy Hiên đều có ký giấy chứng nhận, tên rách nát như hắn ta cái gì cũng không có, sao có thể là thật được chứ? Bà Tạ mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Không đúng, cái này có vẻ như là hàng thật, mọi người xem, bên trong còn có chữ khắc của cửa hiệu Phỉ Thúy Hiên, đây là ký hiệu chính hãng của bọn họ, chính là để phòng chống hàng giả. Dì ba xoay chiếc vòng tay Phỉ Thúy Hiên lại, nhìn vào phía bên trong, đột nhiên kêu lên. Còn những người khác cũng bắt đầu tò mò nhìn theo, lập tức nhìn thấy phía trong của chiếc vòng có khắc vài nét chữ nhỏ Phỉ Thúy Hiên. Mọi người xem, chiếc vòng tay này của Tuấn Sinh bên trong cũng khắc ký hiệu này. Dì ba nhanh tay nhanh mắt, cầm lấy chiếc vòng mà Trần Tuấn Sinh tặng lật đi lật lại, cũng nhìn thấy cái ký hiệu phía trong chiếc vòng. Cái này. Vẻ mặt bà Tạ ngạc nhiên nghi ngờ, dường như nhớ ra gì đó liền lập tức nhìn về hướng Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc, hình như Chu Dương cũng tặng cho con quà thì phải, con bỏ ra xem rốt cuộc là vật gì. Đúng thế, mau mở ra xem đi. Tạ Linh Ngọc không còn cách nào khác đành phải mang hộp quà Chu Dương tặng mình ra.
Dì Ba bước dài một bước, trực tiếp cầm lấy hộp quà từ tay của Tạ Linh Ngọc, trực tiếp mở ra. Yên tĩnh. Trong phút chốc, cả căn phòng cùng tất cả mọi người đều trở nên yên ắng. Đến cả Trần Tuấn Sinh cũng phải kinh ngạc với món quà trước mắt. Đây là Thiên Tử Tâm, bảo vật của Phỉ Thúy Hiên. Trần Tuấn Sinh dù sao cũng là tên biết nhìn đồ, hầu như chỉ cần nhìn món quà trong chốc lát, liền có thể nhận ra được lai lịch của nó. Thiên Tử Tâm, bao nhiêu tiền? Bà Tạ chớp mắt nhìn Trần Tuấn Sinh, trệ y mặt lộ ra một nét vui mừng. Ngay cả Trần Tuấn Sinh cũng đều tỏ ra ngạc nhiên thán phục, thì có thể chứng minh sợi dây chuyền thạch anh tím này nhất định vô cùng đáng giá. Cô Tạ, Linh Ngọc, cháu nhớ ra công ty còn chút chuyện, xin phép rời khỏi trước, để lần sau có thời gian rảnh, cháu sẽ lại xuống đây thăm mọi người. Thế nhưng Trần Lục Sinh không hề trả lời, mà trực tiếp đứng dậy, chào hỏi xong xuôi, rồi trực tiếp rời đi. Đứa trẻ Tuấn Sinh này, như thế này là sao chứ? Bà Tạ không ngăn lại được, có chút nghi hoặc. Tôi tìm ra rồi, Thiên Tử Tâm, 560 vạn tệ. Vào đúng lúc này, tiếng của dì Ba đột nhiên cất lên. Bà Tạ trong lòng kinh ngạc, lập tức hét lên, bao nhiêu? Giá của Phỉ Thúy Hiên, 560 vạn tệ. Cổ họng của dì Ba rung mạnh, rõ ràng là không thể kinh ngạc hơn được nữa. Cho dù Tạ Linh Ngọc mở công ty mỹ phẩm duyệt dĩ, nhưng với khoản tiền lớn như 560 vạn tệ, thì cũng không thể nào tùy tiện có thể bỏ ra được. Hơn nữa chỉ là tặng quà. Dì Ba, cùng các họ hàng toàn bộ đều nhìn Tạ Linh Ngọc, đầy sự ngưỡng mộ, thậm chí còn có một chút đố kỵ. Bọn họ đố kỵ rằng tại sao món quà lớn như vậy không được tặng cho con gái của nhà bọn họ. Nhưng bọn họ trong lúc đó đã quên mất rằng, vừa rồi họ vẫn còn cười nhạo một cách vô tình người tặng món quà này. Trời ạ, Chu Dương đi mất rồi, chị hai chị xem có nên gọi điện thoại gọi Chu Dương quay lại không? Dì Ba đột nhiên nói vậy, cũng bất ngờ làm mọi người bừng tỉnh. Đúng đúng, mau gọi Chu Dương quay lại, sinh nhật của mẹ vợ mà con rể không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Vài người khác cũng thi nhau hùa theo. Đủ rồi, mấy người có thôi đi không? Vừa rồi cũng là mấy người đuổi anh ấy ra ngoài đấy. Vậy mà vào chính lúc này, Tạ Linh Ngọc vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cúi đầu xuống quát, giọng nói trầm xuống có chút nức nở. Những thứ này không ai được động. Tạ Linh Ngọc không quan tâm đến sự ngăn cản của bà Tạ, trực tiếp cầm lại Thiên Tử Tâm, còn có cả vòng tay Phỉ Thủy Hiên mà Chu Dương tặng cho bà Tạ. Về tất cả những điều xảy ra tại Tạ gia sau đó, Chu Dương không hề biết. Từ sau khi rời khỏi nhà Tạ gia, anh không trở về viện điều dưỡng, nếu không nhất định sẽ bị mẹ anh gạn hỏi đến cùng. Lảo đảo, Chu Dương bất giác đi đến công ty Danh Dương. Xem ra hiện giờ mình chỉ thể ở lại đây thôi. Cười khổ một cái, Chu Dương liền trực tiếp bước vào công ty. Anh Chu, anh đến rồi à? Chu Dương nhìn về hướng phát ra giọng nói, liền nhìn thấy Diệp Sở Thiến đứng sờ sờ từ đằng xa. Bộ mặt kinh ngạc nhìn anh giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ lắm vậy. Sao thế, tôi không thể tới đây sao? Chu Dương nhìn Diệp Sở Thiến, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không kìm được mà nói đùa. Đương nhiên không phải vậy, chỉ là Thẩm Tổng cũng đang ở đây. Diệp Sở Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng làm việc của Chu Dương. Thẩm Bích Quân cũng ở đây. Chu Dương ngơ người ra một cái. Điều này khiến anh có chút bất ngờ. Thẩm Tổng đến làm gì? Chu Dương nghi ngờ hỏi, không kìm được chậm rãi bước về phía phòng làm việc. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng làm việc ra, vừa nhìn đã thấy Thẩm Bích Quân đang đường hoàng ngồi vào bàn làm việc của mình, tập trung tìm kiếm tài liệu. Mái tóc dài lờ mờ buộc sau gáy, gương mặt thanh tú dưới ánh nắng, làm nổi bật lên nước da trắng muốt mịn màng. Ngoại hình thanh nhã như vậy khiến cho Chu Dương tâm trạng có chút ngẩn ngơ. Cho dù trước đây Thẩm Bích Quân với Tạ Linh Ngọc được đồn là hai đại mỹ nữ của phố Bảo Thái, Chu Dương cũng không có cảm giác như vậy. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Bích Quân, trong lòng ngược lại có chút rung động. Chương 25, lời đồn tứ phía. Thẩm Tổng, sao cô lại đến đây? Chu Dương nói nhỏ, nhẹ nhàng đến gần. Thì nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang xem tài liệu liên quan đến dự án hoạt chất làm trắng da. Trước mặt cô ấy, có một hợp đồng. Chu Dương nhìn thấy phần hợp đồng này thì trong lòng khẽ lay động.
Đây là hợp đồng hợp tác đã ký giữa công ty Danh Dương và công ty Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ. Sau lần đấu thầu công khai lần trước, Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ đã trả trúng thầu, và ký kết hợp một bản đồng hợp tác với công ty Danh Dương. Bản thân hợp đồng không có bất kỳ vấn đề gì, không những không vì quan hệ của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mà đưa ra cho Duyệt Kỳ nhiều ưu đãi, ngược lại đối với công ty Danh Dương hoàn toàn có lợi. Chu Dương không biết tại sao Thẩm Bích Quân lại đặc biệt lấy bản hợp đồng đó ra. Lẽ nào cô ấy cảm thấy bản hợp đồng có vấn đề? Chu Dương không nói nữa, nhìn chằm chằm vào Thẩm Bích Quân, đợi cô ấy mở lời. Sao, tôi không được đến đây à? Thẩm Bích Quân ngẩng đầu mỉm cười, trong đôi mắt ngập tràn ý cười. Chu Dương, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi đây? Ngay sau đó, Thẩm Bích Quân không báo trước mà nói ra một câu. Nhưng câu nói này lại làm cho Chu Dương và Diệp Sở Thiến sững sờ. Diệp Sở Thiến cũng đã nhận ra, biết Chu Dương và Thẩm Bích Quân có chuyện cần nói, cũng biết điều mà rời khỏi. Còn Chu Dương lúc này lại có chút ngại ngùng. Thế nào, không thể nói với tôi sao? Anh cần biết, bây giờ chúng ta là những con châu chấu bị đẩy lên cùng một chiếc thuyền. Thẩm Bích Quân nhìn ra sự do dự của Chu Dương, mỉm cười nhẹ. Thật ra cô cũng không nhất thiết phải biết nội tình của Chu Dương, chỉ là đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, Thẩm Bích Quân trong chốc lát không phản ứng kịp. Công ty Danh Dương của mình bắt đầu từ khi nào lại có một người tài giỏi lợi hại như vậy? Không chỉ lấy ra khoản đầu tư 1.000 vạn cho dự án hoạt chất làm trắng ra trong chốc lát, mà ngay cả ông chủ của Thúy Hồ Cư cũng tặng quà cho anh ta. Ha ha, Thẩm Tổng, tôi làm ở công ty 3 năm rồi, cô còn có thể không biết tôi là người như thế nào sao? Nếu tôi nói mọi sự việc trước đây đều là trùng hợp, thậm chí cả ông chủ của Thúy Hồ Cư tôi cũng không quen biết, liệu cô có tin tôi không? Chu Dương bất lực buông lỏng tay, cười khổ. Sự việc như vậy, bây giờ anh căn bản không thể giải thích rõ ràng cho Thẩm Bích Quân được. Nhưng có một điểm, anh có thể bảo đảm với Thẩm Bích Quân. Đó là anh tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì làm tổn hại cho công ty Danh Dương. Nhìn thấy Chu Dương đường đường chính chính bảo đảm, Thẩm Bích Quân đột nhiên bật cười chế nhạo. Nhìn anh căng thẳng kìa, tôi có phải hổ ăn thịt người đâu, có đến mức như vậy không? Được rồi, chuyện của anh tôi có thể không quản, nhưng nếu bị tôi phát hiện, anh làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến công ty Danh Dương, tổn hại đến dự án hoạt chất làm trắng ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Thẩm Bích Quân nói đến cuối cùng, thần khí cùng trở nên vô cùng nghiêm túc. Chu Dương biết, công ty Danh Dương có thể nói là tâm huyết của Thẩm Bích Quân, và dự án hoạt chất làm trắng ra càng là máu thịt của cô ấy. Ban đầu anh dựa vào khoản đầu tư 1.000 vạn để đạt lấy tư cách người phụ trách của dự án, Thẩm Bích Quân đã nhượng bộ rồi, nếu còn làm ra chuyện gì quá đáng, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Yên tâm đi, tôi vẫn còn phải trông đợi vào dự án hoạt chất làm trắng ra đem lại cho tôi lợi nhuận gấp 10 lần nữa cơ. Chu Dương cười nhẹ nói. Đúng rồi, bản hợp đồng này là bản đã ký với công ty Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ, tôi xem rồi, còn quan hệ giữa anh và Tạ Linh Ngọc. Không biết anh có muốn làm gì không? Thẩm Bích Quân lấy ra hợp đồng của Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ, cười nhẹ và đẩy về phía Chu Dương. Từ miệng cô phả ra một mùi thơm, từ từ quấn quanh mũi của Chu Dương. Chu Dương nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trước mặt. Nói thật, đối với khó khăn của Tạ Linh Ngọc và Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ đang phải đối mặt, anh biết rất rõ ràng. Nếu không có bất cứ sự giúp đỡ nào, mà chỉ dựa vào một mình Tạ Linh Ngọc, căn bản không thể chống đỡ và tiếp tục duy trì Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ. Mà trước mắt, hợp tác với công ty Danh Dương, đã trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Tạ Linh Ngọc cũng như Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ. Chỉ là những điều khoản trong bản hợp đồng này, đối với Tạ Linh Ngọc mà nói, hầu như không có bất kỳ ưu thế gì. Thậm chí, có thể coi như là Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ làm công cho công ty Danh Dương. Không sai, tôi muốn sửa đổi một chút. Tôi biết tất cả những khó khăn mà Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ đang phải đối mặt, nếu tôi không giúp cô ấy, thì Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ cũng không thể duy trì nữa. Chu Dương đưa tay nhận lấy bản hợp đồng, một cách nhẹ nhàng. Ok, vấn đề này anh tự suy nghĩ là được, tôi sẽ không hỏi thêm điều gì, chỉ là có một điều, anh không được vì quan hệ của mình và Tạ Linh Ngọc, mà nghĩ đến quyền lợi của người khác trước. Điều làm Chu Dương bất ngờ là, Thẩm Bích Quân không có bất kỳ ý phản đối nào. Ngược lại chấp nhận cách làm này của Chu Dương. Cảm ơn cô. Trong lòng Chu Dương có chút cảm động,
thật ra Thẩm Bích Quân không nhất thiết phải làm như vậy, nếu cô ấy có từ chối Chu Dương mở cửa sau cho Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cũng không có gì để nói. Nói gì nhỉ, anh đừng quên rằng, bây giờ anh đã là cổ đông của công ty Danh Dương rồi, cũng là người phụ trách của dự án hoạt chất làm trắng da, nếu làm hỏng dự án này, cái đánh mất không phải chỉ là danh dự của tôi. Thẩm Bích Quân cười nhẹ nhàng nói. Ngay lúc đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chu Dương, Thẩm Bích Quân đưa tay ra gõ nhẹ lên trán của anh. Động tác này thật sự rất thân mật, giống như người chị với em trai đùa với nhau. Chỉ là cả Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều không nhận ra, lúc này hai người đang ở trong văn phòng làm việc của Chu Dương, và lại văn phòng hai mặt đều là cửa kính, rèm cửa hờ hững chưa kéo lên hoàn toàn. Trong tòa nhà đối diện công ty Danh Dương, căn phòng đối diện với văn phòng của Chu Dương, một người trung niên đang âm thầm quan sát mọi việc, để ý tất cả nhất cử nhất động của Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Lần này có tin tức lớn để xem rồi, quả nhiên lời đồn không phải là giả, người tên Chu Dương này rất có thể là người tình được Thẩm Bích Quân bao nuôi. Người đàn ông lặng lẽ thu máy chụp ảnh chê y tay lại, nhìn vào bức ảnh trong máy với vẻ mặt độc ác. Ngày hôm sau, Chu Dương đang suy nghĩ về việc chỉnh lý hợp đồng với Mỹ Phẩm Duyệt Kỳ, Diệp Sở Thiến thần sắc hoang mang xông vào. Chu Tổng, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Chu Dương nhướn lông mày, tim như nhảy lên. Anh hiểu Diệp Sở Thiến rất rõ, không chỉ làm việc nghiêm túc mà lúc gặp biến cực có chủ trương. Việc có thể khiến cô thất kinh lo sợ chắc chắn là chuyện lớn. Chu Tổng đây là báo lá cải của hôm nay. Diệp Sở Thiến sắc mặt nghiêm trọng, trong tay ôm một đống lớn báo lá cải, hết thảy toàn bộ đặt lên bàn làm việc của Chu Dương. Đây là gì? Chu Dương nghi hoặc, nhưng cũng có phần hoang mang. Chỉ liếc qua mặt chê y của những tờ báo này, tất cả đều là một bức ảnh. Mà người trong tấm ảnh đó chính là Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân vươn tay gõ nhẹ trán Chu Dương, mà Chu Dương cũng là sắc mặt tình tứ đang nhìn cô. Mà bên cạnh bức ảnh là dòng chữ đi kèm Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương bao nuôi nhân tình trẻ, Chu Dương người phụ trách hạng mục hoạt chất làm trắng da là một kẻ bám váy. Mấy từ rõ ràng rành rành khiến Chu Dương lập tức dấy lên cơn phẫn nộ. Nội dung của bức ảnh này, thực sự là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng căn bản không dễ làm người khác hiểu lầm đến vậy. Đặc biệt là dòng chữ thuyết minh bên cạnh, càng làm cho Chu Dương nóng mắt. Phát hiện lúc nào vậy? Chu Dương đứng phắt dậy, đấm một quyền xuống mặt bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Những chuyện nhảm nhí này, lấy bản thân anh ra làm trò cười thì không sao, nhưng nó lại liên lụy đến Thẩm Bích Quân, chính điều này khiến Chu Dương không thể không để ý đến. Càng quan trọng hơn là Tạ Linh Ngọc một khi nhìn thấy những tờ báo này, có lẽ cũng sẽ nghi ngờ. Sáng sớm nay đã phát hiện rồi, là một nhân viên bên dưới báo lên. Diệp Sở Thiến sắc mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Ngay cả khi phải đối mặt với sự bức bách của Lý Xuyên, cô cũng chưa từng cảm thấy sự tình nghiêm trọng như lần này. Chu Tổng, đây rõ ràng là bị người khác chụp trộm. Chỉ không biết đó là ai, có mục đích gì. Diệp Sở Thiến trầm giọng nói. Thẩm Tổng đã biết chưa? Chu Dương kìm nén phẫn nộ trong lòng, vào lúc này, anh biết rằng bản thân không được Kiotasis động, phải cố gắng kiềm chế. Vẫn chưa, có điều chắc không giấu được lâu đâu. Diệp Sở Thiến cười khổ. Chỉ là lời của cô vừa nói ra, ngoài cửa liền vang lên một tiếng nói. Chu Tổng, Thẩm Tổng bảo ngài đến phòng làm việc của cô ấy một chuyến. Trong giây phút, Chu Dương và Diệp Sở Thiến nhìn vào nhau, lập tức biết được chuyện này không giấu được nữa. Chu Dương không né tránh, trực tiếp cầm lấy mấy tờ báo lá cải đến phòng làm việc của Thẩm Bích Quân. Thẩm Tổng, cô tìm tôi. Chu Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thẩm Bích Quân nằm tựa trên y ghế, bộ dạng như đang lạc vào chốn thần tiên xa xôi. Chu Dương, chắc anh đã biết rồi nhỉ? Thẩm Bích Quân không đứng dậy, mà lặng lẽ nói một câu. Tôi đã biết rồi, đây tất cả đều là báo lá cải. Chu Dương nhẹ nhàng gật đầu, đặt đống báo lên bàn. À, nhiều vậy cơ à, anh nghĩ như thế nào? Lúc này, Thẩm Bích Quân mới từ từ hướng về Chu Dương, ánh mắt lướt qua đống báo lá cải, trực tiếp nhìn vào Chu Dương. Tôi có nghi ngờ một đối tượng, chỉ là không có vật chứng. Chu Dương nghĩ ngợi một chút, bèn đem chuyện xảy ra ở Tạ gia đơn giản nói với Thẩm Bích Quân.
Đặc biệt là việc Trần Tuấn Sinh vu khống mối quan hệ giữa mình và Thẩm Bích Quân, càng làm cho Chu Dương nghi ngờ thêm. Chương 26, sự đoạn tuyệt của Tạ Linh Ngọc. Chu Dương và Thẩm Bích Quân đang bàn bạc làm thế nào để ứng phó, mà không biết bên ngoài lúc này mọi người đang bàn tán rất náo nhiệt. Những hãng tạp chí lá cải này đều có doanh số cao nhất trong thành phố, chuyện của Chu Dương và Thẩm Bích Quân trong thời gian ngắn ngủi của một buổi sáng, đã được tất cả mọi được biết đến. Mặc dù không biết rõ chân tướng của sự việc, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người ngồi xem trò vui. Mà những công ty và những người tiếp xúc qua với công ty Danh Dương, với Thẩm Bích Quân và Chu Dương càng ngạc nhiên không thôi. Trương Tổng, chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ xảy ra sự việc như vậy, Thẩm Bích Quân còn có thể bảo vệ cho Chu Dương sao? Thư ký công ty Mỹ Phẩm Mỹ Tư nói với bộ mặt lo lắng, còn Trương Huy ngồi trên y sofa nét mặt trầm tĩnh, im lặng suy nghĩ. Trước mắt đừng làm gì cả, sự việc này, tôi cảm thấy không đơn giản như thế. Cửa hàng trang sức Phỉ Thúy Hiên, người đứng đầu nhìn vào đống tạp chí lá cải, vẻ mặt đầy mỉa mai. Cứ tưởng là một đại gia, không ngờ cũng chỉ là một thằng trai trẻ được bao nuôi, hung hăng gì chứ, hãy chờ đấy mà xem, cô tưởng người như vậy, sẽ nhớ đến cô sao? Triệu Thiên Lai cũng cùng vẻ mặt băn khoăn, xem đống tin tức lá cải đó, có chút đau lòng khi trước đây bán Thiên Tử Tâm với giá rẻ. Mà lúc này trong một hội quán hào hoa, Trần Tuấn Sinh đang tụ tập với một đám đàn ông trung niên bụng to. Và trước mặt bọn họ, mang vẻ mặt đầy tự hào là em trai của Thẩm Bì Quân, Thẩm Trạch. Ha ha, Thẩm Công Tử, Trần Công Tử, việc này thế nào? Vừa lòng chứ? Một người đàn ông trung niên mặt bóng dầu cười lấy lòng nói, cung kính rót rượu cho Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh. Không tồi, việc này ông làm rất tốt, lần này... Tôi nhất định làm cho thằng khốn và con nghiệt chủng đó phải nếm mùi vị bị người khác cười nhạo. Thẩm Trạch uống một hơi hết rượu trong ly, thấp giọng gầm lên. Trước đây trong buổi tiệc của lễ ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da, Thẩm Trạch bị Chu Dương và Thẩm Bích Quân đuổi ra ngoài, sự việc đó bị lưu truyền một thời gian. Làm cho Thẩm Trạch mất mặt trước đám bạn bè xấu của mình, căn bản là không ngẩng đầu lên nổi, thậm chí còn bị chúng kịch liệt chế giễu. Lần này, Trần Tuấn Sinh chơi trò này. Làm hắn rất vừa lòng. Hắn dường như nhìn thấy, vẻ mặt khó coi của Chu Dương và Thẩm Bích Quân hai người họ. Hừ, đây mới là bước đầu tiên, dám đối đầu với Trần Tuấn Sinh ta, ta nhất định sẽ không để Chu Dương được yên thân. Trần Tuấn Sinh cũng cùng vẻ mặt nham hiểm. Ha ha, vậy thì chúc kế hoạch của Trần Công Tử và Thẩm Công Tử thành công, đến lúc đó, đừng quên chúng tôi nhé. Chấm chấm. Tin đồn của Châu Dương và Thẩm Bích Quân rất nhanh lan ra toàn thành phố. Tạ Linh Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy những tin tức này. Khi cô ấy nhìn thấy Thẩm Bích Quân và Chu Dương thân mật như vậy, tim cô cảm thấy nhói đau. Cô tưởng rằng tình cảm của mình đối với Chu Dương đã dần dần phai nhạt, nhưng khi nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác, cô vẫn cứ cảm thấy bối rối. Mà lúc này, điện thoại của Tạ Linh Ngọc vang lên. Alo, Linh Ngọc. Con nhìn thấy rồi phải không? Cái tên Chu Dương đó tại sao lại có thể như vậy? Lẽ nào nó quên mình là người đã có gia đình rồi sao? Con hỏi nó cho mẹ, nếu không giải thích được, thì con với nó sẽ ly hôn, cho nó ra đi trắng tay. Tạ Linh Ngọc vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng gào của mẹ cô. Mẹ, mẹ có thể yên tĩnh một chút được không? Chuyện này có phải là thật hay không? Căn bản không có ai biết được. Tạ Linh Ngọc chốc lát lại xoa trán, giọng có chút mệt mỏi. Cái gì mà không phải sự thật, ảnh cũng có rồi, lại còn không phải sự thật à, mẹ không cần biết, lần này, con nhất định phải ly hôn với nó, nhất định phải cho nó ra đi với hai bàn tay trắng, để mẹ xem nó có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Giọng nói của bà Tạ đầy ắp sự tham lam. Tạ Linh Ngọc lúc này căn bản không muốn nói chuyện với bà nữa, trực tiếp cúp máy. Tạ Tổng. Thời gian hẹn để thương lượng hợp đồng cùng công ty Danh Dương sắp đến rồi. Chấm. Công ty Danh Dương. Đây là lần thứ hai Tạ Linh Ngọc trịnh trọng như vậy đến nơi này. Lần trước là đến để tham gia buổi họp đấu thầu công khai, sau đó Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ liền giành được tư cách hợp tác trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Nhưng lần này khác với lần trước, tâm tình Tạ Linh Ngọc lúc này rất phức tạp, trong lòng ẩn giấu chút do dự. Nhưng cô biết. Cuộc nói chuyện hôm nay sẽ quyết định tương lai sau này của Mỹ Phẩm Duyệt Kỷ. Là tiếp tục tồn tại,
mượn cơ hội mà phát triển ngày càng lớn mạnh hay là bị chôn vùi, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Tạ Tổng, chào cô, Chu Tổng đợi cô đã lâu rồi. Tại lúc Tạ Linh Ngọc đang phân tâm, một giọng nói nho nhã, nhẹ nhàng truyền tới. Tạ Linh Ngọc nhìn chăm chú, nhận ra đây là Diệp Sở Thiến trợ lý của Chu Dương. Nhẹ gật đầu tỏ ý đã rõ, Tạ Ngọc Linh dưới sự dẫn đường của Diệp Sở Thiến, trực tiếp đến phòng làm việc của Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương, Tạ Linh Ngọc trong phút chốc có cảm giác rối bời. Chu Dương trước mắt với Chu Dương 3 năm trước ở nhà họ Tạ hoàn toàn không giống như cùng một người. Chu Dương trước đây ủ rũ, ở chê y người anh Tạ Ngọc Linh không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Nhưng Chu Dương của hiện tại tựa như ánh mặt trời kiêu ngạo, lung linh chói lóa. Em đến rồi. Không đợi Tạ Linh Ngọc lên tiếng, Chu Dương đã chủ động phá vỡ sự im lặng của hai người, kéo Tạ Linh Ngọc ngồi xuống phía đối diện của bàn làm việc. Đây là bản hợp đồng anh đã soạn thảo lại, em có thể xem trước một chút, nếu có kiện nghị gì, có thể trực tiếp nói ra. Chu Dương không chần chừ chút nào, trực tiếp đưa bản hợp đồng mình đã soạn thảo lại cho Tạ Linh Ngọc. Bản hợp đồng này, công ty Danh Dương đã nhường lại một phần lợi nhuận, cũng coi như là Chu Dương có tư lợi, muốn giúp Tạ Linh Ngọc một tay. Anh! Tạ Linh Ngọc vẫn muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với ánh mắt của Chu Dương, lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Bản hợp đồng mới soạn thảo lại này, chia ra rất rõ ràng chi tiết về việc hợp tác giữa công ty Danh Dương và mỹ phẩm Duyệt Kỳ trong dự án mỹ phẩm làm trắng và chống lão hóa. Chê y đó không chỉ ghi chú rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên, mà còn để cho mỹ phẩm Duyệt Kỳ có không gian rất lớn để có thể lựa chọn. Tạ Linh Ngọc càng nhìn, trong lòng càng ca iota siết động. Tạm gác lại tất cả các yếu tố bên ngoài, chỉ nhìn vào bản hợp đồng này thôi, đối với mỹ phẩm Duyệt Kỳ mà nói. Chắc chắn là một niềm vui, một món quà bất ngờ rất lớn. Nhưng điều bất ngờ này lại chỉ lưu lại trong lòng Tạ Linh Ngọc một lát, cô lập tức tỉnh táo lại. Anh như vậy là có ý gì? Thương hại tôi sao? Tạ Linh Ngọc vò bản hợp đồng, thấp giọng hỏi. Cô hiểu rõ Chu Dương, đồng nghĩa với việc Chu Dương cũng hiểu rõ cô. Mỹ phẩm Duyệt Kỳ đứng trước khó khăn, Chu Dương dù không biết rõ, nhưng anh ấy nhất định sẽ để tâm. Mà vào lúc này, Chu Dương trực tiếp đưa ra bản hợp đồng cực kỳ có lợi cho cô, làm cho trong lòng Tạ Linh Ngọc như bị đè nặng bởi một bức tường. Tạ Tổng, tôi hy vọng anh có thể về đúng vị trí, chúng ta bây giờ không có quan hệ gì khác, chỉ là đại diện cho hai công ty đến để thương lượng hợp đồng. Phản ứng của Tạ Linh Ngọc không nằm ngoài dự đoán của Chu Dương, nhưng cũng không làm anh có cảm giác vui vẻ. Dù thế nào thì hai người cũng đã thành hôn 3 năm, bây giờ, đối diện với bản hợp đồng này. Phản ứng đầu tiên của Tạ Linh Ngọc lại có thể là Chu Dương đang thương hại cô. Còn nữa, bản hợp đồng này cũng không phải là ý của anh, Thẩm Tổng cũng đã đồng ý rồi. Chu Dương nhẹ nhàng nói. Anh hy vọng nói như vậy sẽ làm rõ rằng anh không có thiên vị, càng không thương hại cô. Nhưng Chu Dương không ngờ rằng, chỉ một câu nói này, làm sự giận dữ dồn nén trong lòng Tạ Linh Ngọc đột nhiên bùng phát. Đáng lẽ trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Tạ tối qua, Trần Tuân Sinh nói Chu Dương là trai trẻ được Thẩm Bích Quân bao nuôi, lúc ấy, Tạ Linh Ngọc còn không tin. Chỉ cần Chu Dương giải thích một câu, cô sẽ tin tưởng Chu Dương. Nhưng Chu Dương lại không giải thích. Sau đó sáng sớm hôm nay, báo lá cải của toàn thành phố đều đăng tải hình ảnh thân mật của Chu Dương và Thẩm Bích Quân, truyền đi tin tức Chu Dương chính là trai bao. Điều này làm cho Tạ Linh Ngọc căn bản không thể chấp nhận được. Trong 3 năm này, ngay cả khi Chu Dương không có chí tiến thủ, ngay cả khi bà Tạ coi thường anh thế nào đi nữa, Tạ Linh Ngọc cũng chưa bao giờ từ bỏ anh. Nhưng bây giờ, hình ảnh chê y những bài báo lá cải kia giống như một con dao sắc bén, khoét một lỗ hổng trong trái tim Tạ Linh Ngọc. Hiện tại, Chu Dương nói trước mặt cô rằng, bản hợp đồng này là do Thẩm Bích Quân đồng ý, Tạ Linh Ngọc không thể nhịn thêm nữa. Thẩm Tổng, bây giờ có phải trong lòng anh chỉ còn Thẩm Bích Quân thôi không? Hôm qua anh không giải thích với tôi, vậy hôm nay những tin tức kia là như thế nào đây? Chu Dương, anh thật làm tôi quá thất vọng rồi, lẽ nào rời khỏi phụ nữ, anh không thể sống được sao? Tạ Linh Ngọc dường như dùng hết tất cả sức lực để hét lên. Toàn thân cô khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp của cô dường như lạnh buốt vô tận. Chu Dương đối với cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Buổi tối hôm đó, khi anh cứu Tạ Linh Ngọc khỏi tay Trần Tuấn Sinh,
làm xáo trộn cuộc đàm phán giữa cô và những nhà đầu tư, cô cũng như vậy. Nhưng mà lần trước, cô chỉ là tức giận đơn thuần. Mà lần này, Chu Dương lại cảm thấy cô ấy muốn giấu kín sự hoang mang của mình. Cô ấy đang hoảng loạn về cái gì? Chu Dương sững sờ, cả văn phòng chỉ có hai người họ, nhưng Chu Dương lại cảm thấy quanh mình có hàng ngàn vạn người. Bọn họ từng người đều chỉ vào anh, cười nhạo anh, chế giễu anh chỉ là một thằng được bao nuôi, đến dũng khí sống tiếp cũng không còn. Linh Ngọc, em có thể tin anh một lần không? Chu Dương nhăn mày, đấm mạnh một đấm xuống bàn, cốc nước chê y bàn không vững, trượt xuống đất vỡ vụn. Động tĩnh trong văn phòng, làm các nhân viên bên ngoài rất ngạc nhiên. Nhưng có Diệp Sở Thiến ở đó, không ai dám tiến lại gần tường để nghe ngóng. Tôi phải tin anh như thế nào? Chu Dương, anh nhìn những bài báo đó chưa? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tạ Linh Ngọc nắm chặt bàn tay đến ửng hồng, móng tay cắm chặt vào thịt, lấp ló có những vết máu lộ ra, nhưng dường như cô không có cảm giác gì. Trong giây phút này, cô thật sự đau lòng rồi. Đối diện với những nghi ngờ về mình, Chu Dương căn bản không có ý định giải thích gì. Nếu anh và Thẩm Bích Quân không có quan hệ gì, tại sao không giải thích? Tạ Linh Ngọc chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu vào lúc này. Chu Dương hít một hơi sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ anh không muốn tranh cãi với Tạ Linh Ngọc. Quan hệ mong manh của hai người, căn bản không thể chịu đựng những nghi ngờ và cãi vã như vậy. Có những chuyện, anh vẫn chưa thể nói với em, nhưng có một điểm, anh và Thẩm Tổng, ngoài quan hệ chê y công việc ra thì không có bất kỳ quan hệ gì khác. Chu Dương thấp giọng nói. Chu Dương, nếu anh không làm rõ chuyện này, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai ta không thể duy trì được nữa. Chương 27, xem mắt. Em thế là có ý gì? Chu Dương ngẩn người, trong nháy mắt mặt biến sắc. Tôi muốn ly hôn, tôi không thể để một người đàn ông có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác làm chồng của mình. Giọng nói Tạ Linh Ngọc lãnh đạm như băng tuyết, chê y khuôn mặt cô là vẻ quật cường vô cùng. Còn về bản hợp đồng này, tôi nghĩ tôi đã không cần đến nó nữa. Dứt lời, Tạ Linh Ngọc trực tiếp xé rách bản hợp đồng thành từng mảnh. Chu Dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tạ Linh Ngọc, không nói một lời. Kết cục này, Chu Dương rất lâu trước đây đã nghĩ đến. Tính cách của Tạ Linh Ngọc, anh hiểu rõ, đối diện với những tin đồn ùn ùn kéo đến, mà anh lại không thể đưa ra một lý do hợp lý, kết quả như vậy dường như từ sớm đã có thể dự kiến. Tôi sẽ gửi cho anh bản thỏa thuận ly hôn. Lạnh lùng liếc qua Chu Dương, Tạ Linh Ngọc liền xoay người rời đi. Mà Chu Dương lúc này ngồi tê liệt trên y ghế, sắc mặt tái nhợt. Chu Tổng, các anh. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc rời đi với khuôn mặt không vui vẻ gì, Diệp Sở Thiến lập tức tiến vào, thấy dáng vẻ Chu Dương có chút chán chường phiền muộn, nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi thăm. Tôi không sao, công việc trong công ty dạo này cô giúp tôi chú ý một chút, khởi động bước đầu của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa nhất định phải được theo dõi sát sao, một khi xảy ra vấn đề, lập tức thông báo cho tôi ngay. Chu Dương bình tĩnh dặn dò một hồi, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi công ty Danh Dương. Chấm. Sau khi rời khỏi công ty, Chu Dương dường như không có nơi nào để đi. Tạ gia, anh không thể quay về. Mà viện điều dưỡng, một mình đến, mẹ anh nhất định sẽ phát hiện ra bất thường, Chu Dương không muốn bà lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương phát hiện bản thân vậy mà không có nơi nào có thể đi. Tinh linh linh. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại lên. Phát hiện là nhân viên bảo vệ có quan hệ rất tốt với mình, Ngưu Xuyên. Trước đó là cậu ta báo cho Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đã lên xe của Trần Tuấn Sinh, anh mới có thể cứu cô từ trong tay của hắn. Alo, Xuyên tử. Nghĩ tới bản thân từ sau vụ việc đó vẫn chưa cảm ơn cậu ta tử tế, mà gần đây mọi việc cứ liên tục kéo đến, bản thân anh cũng đã một thời gian dài không tụ họp cùng Ngưu Xuyên, Chu Dương nhất thời cảm động. Alo, Dương ca, anh có thời gian không? Giọng nói cục mịch của Ngưu Xuyên truyền tới từ loa bên kia. Chu Dương nghe rất rõ ràng, dễ dàng có thể cảm giác được tâm trạng lúc này của Ngưu Xuyên không tồi. Có, chuyện gì vậy? Ha ha, không phải rất lâu rồi không có thời gian gặp nhau sao, muốn mời anh ăn một bữa cơm. Nói đến đây, giọng của Ngưu Xuyên thiếu tự nhiên một cách kỳ lạ, điều này khiến Chu Dương ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Ngưu Xuyên chính là một nam tử thô lỗ, tùy tiện và vô cùng hào sảng. Từ lúc nào mà cậu ta cũng có thể nũng nịu, giống như một tiểu cô nương vậy. Được, cậu đang ở đâu, bây giờ tôi qua. Khách sạn Huy Hoàng. Chu Dương cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp chạy thẳng đến khách sạn Huy Hoàng. Huy Hoàng là một khách sạn 5 sao, trong toàn thành phố, chỉ đứng sau Thúy Hồ Cư, bất luận là về đẳng cấp, quy mô trang thiết bị, không khí, đều đứng số 1 số 2. Chu Dương cũng không biết Ngưu Xuyên bị làm sao mà lại mời anh tới ăn cơm tại khách sạn Huy Hoàng. Phải biết rằng, Ngưu Xuyên chỉ là một nhân viên bảo vệ, tiền lương một tháng nhiều nhất không quá 3-4 nghìn, mà một món ăn trong khách sạn Huy Hoàng có thể bằng số tiền ấy. Rất nhanh Chu Dương đã bắt xe đến khách sạn Huy Hoàng. Trả xong tiền xe, Chu Dương chuẩn bị bước vào. Hoan nghênh quý khách. Những người đón tiếp không có xem thường người khác, nhìn thấy Chu Dương rất nhiệt tình chào đón anh. Tôi là đến tìm người, tên là Ngưu Xuyên. Đến bàn tiếp tân, Chu Dương trực tiếp nói ra tên của Ngưu Xuyên. Vâng, mời anh đi theo tôi. Nhân viên phục vụ kiểm tra xong liền mỉm cười dẫn Chu Dương đến một vị trí gần cửa sổ tầng 1. Mà Chu Dương, trong nháy mắt đã nhìn thấy Ngưu Xuyên đang ngượng ngùng bất an ngồi trên y ghế, nhìn đông nhìn tây. Xuyên tử. Nhìn thấy Ngưu Xuyên, tâm tình Chu Dương tốt lên không ít. Chỉ là khi anh đến ngồi vị trí bên cạnh Ngưu Xuyên, liền sững người. Ngưu Xuyên là một người có thân hình khá vạm vỡ, trông có vẻ rất mạnh mẽ, vì vậy trước đây trang phục mà cậu mặc đều là loại áo khoác quân đội. Nhưng lần này, không biết vì điều gì, Ngưu Xuyên chỉnh trang từ đầu đến chân, không chỉ kiểu tóc được cắt chỉnh lại mà ngay cả quần áo đang mặc cũng biến thành kiểu trang phục thời thượng đang lưu hành của giới trẻ. Có điều những loại quần áo khoác chê y người cậu ta, Chu Dương cảm thấy có chút chật. Cậu hôm nay là... Cậu không phải là sắp xem mắt chứ? Chu Dương sững người, lập tức phản ứng lại, kinh động kêu lên. Ngoài xem mắt, Chu Dương không nghĩ ra được lý do nào khác. Ha ha, đây không phải là vì tuổi không còn nhỏ nữa sao, đồng hương giới thiệu cho tôi một người, muốn mời anh qua xem thử. Khuôn mặt thô ráp của Ngưu Xuyên nhăn lại với nhau, cười lên ngay cả mắt dường như cũng không nhìn thấy. Nhưng lúc này, nụ cười của cậu ta đều là hạnh phúc ngọt ngào. Có tiền đồ chút đi, chuyện lúc nào, cô gái đó ở đâu? Nghe Ngưu Xuyên thừa nhận, Chu Dương nhất thời ca yêu ta siết động. Lại nói, lúc Chu Dương còn ở Tạ gia, Ngưu Xuyên vẫn luôn ngưỡng mộ anh có thể lấy được một đại mỹ nhân như Tạ Linh Ngọc. Mà Chu Dương cũng nói với Ngưu Xuyên rằng sẽ có một ngày cậu ta cũng có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay Tạ Linh Ngọc mới đòi ly hôn, còn Ngưu Xuyên lại muốn coi mắt. Vẫn chưa gặp mặt, trước đó hẹn gặp ở khách sạn Huy Hoàng, một tiếng đều trôi qua rồi, cô ấy vẫn chưa tới. Ngưu Xuyên nhìn về phía ngoài khách sạn, liên tục ngó điện thoại xem thời gian. Nhưng cũng không đến nỗi phải gặp mặt ở đây, cậu không biết ở đây đắt như thế nào à? Chu Dương nhẹ giọng nhắc nhở. Ha ha, không sợ, tiền lương vừa được phát, tôi mang đến đây hết rồi. Cười ha ha xong, Ngưu Xuyên cẩn thận lấy chiếc túi màu đen mà cậu ta mang bên mình, mở ra một góc để lộ một chồng tiền giấy được cất giữ ngay ngắn bên trong. 4.000 tệ, đủ rồi. Ôi, đến rồi. Chu Dương đang chuẩn bị nhắc 4.000 tệ này căn bản không đủ nhưng lại bị giọng nói đầy vui mừng của Ngưu Xuyên ngắt lời. Ngưu Xuyên trực tiếp đứng dậy, chạy lon ton đến tiếp đón rồi. Chu Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người phụ nữ trang điểm đậm đang tay khoác tay nhau bước đến. Ngưu Xuyên bị bọn họ bỏ mặc lại phía sau. Ây da, nóng chết đi được, Tiểu Tịnh, gọi một ly nước đi. Hai người vừa ngồi xuống, vẫn còn chưa giới thiệu gì về bản thân, một người trong đó trông có vẻ nhỏ tuổi hơn trực tiếp mở miệng nói. Để tôi. Hai người muốn uống gì, anh Dương, anh uống gì? Ngưu Xuyên ân cần nói, lấy menu đồ uống chê y bản ăn đưa cho hai người phụ nữ. Một ly nước trắng. Chu Dương nhẹ giọng đáp, anh biết Ngưu Xuyên không dễ dàng gì, vì vậy không muốn cậu ta chi trả thêm nữa. Nhưng hai người phụ nữ kia một chút cũng không để ý. Hai người chỉ đồ uống chê y menu, gọi mấy ly liền. Một ly cà phê, một ly nước chanh. Tôi còn muốn một ly sữa hai lớp. Hai người vậy mà gọi những 6 phần đồ uống mới dừng lại. Còn Chu Dương lại chú ý tới,
6 phần đồ uống này, cộng lại đã gần 500 tệ rồi. Chứng kiến đến đây, Chu Dương hơi chau mày. Chương 28, đồ lập dị. Mặc dù đồ uống họ chọn bán ở bên ngoài phổ biến, nhưng ở khách sạn Huy Hoàng, giá cả lập tức tăng lên theo đường thẳng. Hai người phụ nữ bộ dạng như không có người bên cạnh, một hơi gọi 6 ly mới dừng lại. Mà Chu Dương lúc này chú ý tới, sắc mặt của Ngưu Xuyên dường như hơi thay đổi. Chỉ là Chu Dương không lên tiếng, nhân vật chính của hôm nay là Ngưu Xuyên, anh chỉ là một khán giả mà thôi. Rất nhanh, 6 phần đồ uống được bưng lên. Hai người phụ nữ lập tức đem tất cả đồ uống kéo đến trước mặt mình, như sợ rằng bị người khác cướp mất. Đúng rồi, anh tên là gì? Uống xong một ngụm nước chanh, người phụ nữ hơi lớn tuổi hơn gọi là Tiểu Tịnh nâng mắt nhìn Ngưu Xuyên, trực tiếp hỏi tới. Chu Dương choáng váng, đối phương ngay cả tên gọi của Ngưu Xuyên cũng không biết, đây thực sự là đến xem mắt. Mà Ngưu Xuyên hiển nhiên không có nghĩ ngợi nhiều đến vậy, thật thà chất phác đáp, tôi là Ngưu Xuyên, hai người có thể gọi tôi là Xuyên Tử. Xuyên Tử phải không, tôi cùng Tiểu Du từ nơi xa đến, không lẽ anh không chuẩn bị gọi thức ăn sao? Tiểu Tịnh nheo mắt, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Bây giờ gọi, bây giờ liền gọi. Ngưu Xuyên vội vã kêu phục vụ, chuẩn bị gọi vài món. Nhưng Tiểu Tịnh lại cướp lấy thực đơn, tự mình chọn hết món này đến món kia. Được rồi, mấy món này thôi. Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Xuyên Tử liền trực tiếp đưa thực đơn cho phục vụ. Biểu cảm của Chu Dương giờ đây đã thay đổi một chút. Xem ra người mà Ngưu Xuyên xem mắt là người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, tên là Tiểu Du. Nhưng cô Tiểu Tịnh kia lại không phân chính phụ, tự coi mình là nhân vật chính. Với lại, trong quá trình cô ta vừa chọn món, Chu Dương liếc sơ qua, gọi một vài món ăn, giá tiền tuyệt đối vượt qua 5.000 tệ. Mà Ngưu Xuyên 4.000 tệ mang theo, chỉ sợ là một tháng tiền lương của ta, cũng không thể đủ. Ngưu Xuyên là một người có tính cách chất phác, lần đầu gặp mặt con gái, căn bản không hề nghĩ tới kiểm tra thực đơn. Đúng rồi, tôi nghe Tiểu Du nói, anh là nhân viên bảo vệ. Đang lúc đợi thức ăn mang lên, thường là thời gian song phương xem mắt tìm hiểu nhau. Đúng vậy, Ngưu Xuyên nói thật. Cậu chỉ một nhân viên bảo vệ, có thể nuôi nổi Tiểu Du của chúng tôi không? Phải biết rằng, ngoài kia không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi Tiểu Du, cậu cảm thấy bản thân có ưu điểm gì? Tiểu Tịnh suy nhẹ một tiếng, ánh mắt vô thức di chuyển rời khỏi Ngưu Xuyên, quay đầu nhìn về phía Chu Dương ngồi bên cạnh. Khi nhìn thấy dung mạo Chu Dương, Tiểu Tịnh mắt sáng bừng, trái tim lập tức rung động. Thành thực mà nói, Chu Dương tướng mạo không tồi, nếu không năm đó cũng sẽ không được Tạ Linh Ngọc nhìn chúng mà chọn làm người ở rể. Mà ánh mắt của Tiểu Tịnh không chút kiêng dè quan sát chê y người Chu Dương. Chẳng qua sự quan sát chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi Tiểu Tịnh nhìn tới toàn thân Chu Dương, cũng không thấy vật gì đáng tiền, đặc biệt là trang phục đang mặc còn có chút nhăn nheo, xem ra còn có chút sờn, cô ta lập tức thu lại ánh mắt. Chu Dương đem tất cả động tác nhỏ của Tiểu Tịnh thu vào trong mắt. Sau khi thấy Tiểu Tịnh thu lại ánh mắt, lộ ra thần sắc đáng tiếc, Chu Dương mém chút thì cười giễu cợt. Tuy nhiên Chu Dương không có lên tiếng, cho dù Tiểu Tịnh này có như thế nào, cô ta rốt cuộc cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Ha ha, hai người yên tâm, mặc dù tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ, nhưng tôi có tiền lương, tôi lại không tiêu tiền, có thể nuôi được vợ mình. Ngưu Xuyên vỗ ngực thật mạnh, đưa ra lời bảo đảm chắc chắn. Xì, chỉ dựa vào cậu. Nhìn bộ dạng này của cậu, tiền lương một tháng sợ rằng còn không đủ mua nổi một bộ quần áo cho Tiểu Du của chúng tôi. Nhìn thấy chưa, trang phục hôm nay Tiểu Du mặc, một chiếc đã bằng mấy tháng tiền lương của cậu lấy gì mà đòi nuôi nó. Nghe thấy lời Ngưu Xuyên, Tiểu Tịnh càng coi thường hơn. Mà Ngưu Xuyên lúc này cũng cảm thấy khó xử vô cùng. Nhìn về phía đối diện Tiểu Du đang ngồi, ánh mắt Ngưu Xuyên vô thức rơi trên y phục mà cô ta đang mặc. Chỉ là đối với Ngưu Xuyên mà nói, một quần áo giá trị quá 100 tệ đã là rất đắt rồi, trang phục có thể bằng mấy tháng lương của cậu ta gộp lại, cậu ta căn bản không nhận ra. Còn Chu Dương một ánh mắt đã nhận ra ngay. Không chỉ cô Tiểu Du kia, mà ngay cả Tiểu Tịnh, người vẫn luôn nói chuyện nãy giờ, y phục chê y người đều là của hãng Chanel và Gucci. Một sản phẩm hàng hiệu, không có hơn vạn tệ căn bản là không mua nổi.
mà phản ứng này ngược lại làm Chu Dương nổi lên hoài nghi. Phụ nữ có thể mua được loại trang phục này, vẫn cần phải đi xem mắt tìm đối tượng sao? Cho dù là xem mắt, chỉ e là ngay bước sàng lọc đầu tiên căn bản sẽ không thể cho Ngưu Xuyên một nhân viên bảo vệ một chút cơ hội nào. Loại quần áo nào mà đáng giá mấy tháng tiền lương của tôi, vị tiểu thư này đừng nói đùa nữa. Ngưu Xuyên cúi đầu, muốn đổi hướng chủ đề này. Vốn dĩ câu nói này không có ý gì, nhưng dường như nó ngay lập tức đốt cháy thùng thuốc nổ trong lòng Tiểu Tịnh. Cậu gọi ai là tiểu thư? Cậu có biết nói chuyện không vậy? Tiểu Tịnh giống như một con mèo hoang bị đốt lông, ánh mắt phẫn nộ lườm Ngưu Xuyên, nhìn dáng điệu này, nếu như Ngưu Xuyên không xin lỗi, cô ta có thể trực tiếp động thủ. Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Ngưu Xuyên không rõ nên chỉ đành phải cười làm lành xin lỗi. Tôi nói, cô có chút quá rồi đấy, Xuyên tử nói sai chỗ nào. Nhưng Chu Dương không thể nhìn tiếp nữa, trong lòng có cảm giác gì đó ẩn giấu, nhưng anh vẫn chưa khẳng định được. Nhưng thấy Ngưu Xuyên bị ăn hát yêu ta đến như vậy, thân là huynh đệ tốt, Chu Dương căn bản không thể nhịn được, trực tiếp lạnh lẽo đáp trả lại. Ô, vẫn còn có người giúp đỡ, sao nào? Ước hát yêu ta chúng tôi là phụ nữ, cũng không xem bản thân là bộ dạng gì, không có tiền chính là không có tiền, còn làm ra vẻ là người có tiền, nếu nói sớm ra, tôi cũng sẽ không để Tiểu Du đến. Tiểu Tịnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt chéo chân ngồi trên y ghế, liếc ngang hai người Ngưu Xuyên và Chu Dương. Tiên sinh, tiểu thư, làm phiền các vị, xin hỏi bây giờ có thể đem món ăn lên chưa? Đúng lúc này, phục vụ đi đến, hỏi thăm việc bưng món ăn lên. Đem lên đi, đi đường xa như vậy, đói chết mất. Có lẽ sự ngắt lời của phục vụ không khí căng thẳng giữa hai bên hòa hoãn đi không ít. Tiểu Tịnh không chú ý đến Chu Dương, trực tiếp kêu phục vụ đem đồ ăn lên. Hai người họ tổng cộng chọn 8 món ăn một món canh. Vốn có 4 người, 8 món một canh không có vấn đề gì. Nhưng đây lại là Huy Hoàng, khách sạn 5 sao, giá của 8 món ăn một món canh này tuyệt đối sẽ không thấp. Anh Dương, đừng cãi nhau nữa, nào, chúng ta ăn cơm thôi. Ngưu Xuyên nhìn Chu Dương có chút ngượng ngùng, muốn khuyên nhủ Chu Dương. Ban đầu Chu Dương cũng không thèm để ý, nhưng thấy Tiểu Tịnh cùng Tiểu Du tùy tiện như trốn không người, trực tiếp ăn cơm, phớt lờ anh và Ngưu Xuyên, anh tức thời nổi nóng. Từ từ đã, Xuyên tử, cậu tạm thời đừng ăn. Chu Dương giang tay ngăn cản Ngưu Xuyên cầm đũa, thấp giọng nói. Ngưu Xuyên mặc dù có phần không lý giải được, nhưng vì tín nhiệm Chu Dương, cậu ta buông đũa xuống. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn Tiểu Tịnh và Tiểu Du. Làm sao, hai người không ăn, vậy đừng trách chúng tôi không phần hai người. Tiểu Tịnh lườm qua, lạnh giọng nói. Không thành vấn đề, các người ăn của các người, chúng tôi sẽ tự mình gọi món sau. Chu Dương chậm rãi đáp. Anh có ý gì? Chương 29, có tiền nhưng không phải cho cô. Không có ý gì, chỉ là những món ăn này là do các người chọn, tôi và Xuyên tử đều không thích ăn chúng, vì vậy chúng tôi sẽ gọi món riêng. Chu Dương đưa tay ra giữ chặt Ngưu Xuyên đang muốn nói chuyện, nhẹ nhàng nói. Anh không thèm nói vòng vo, mà trực tiếp nói rõ. Cả Tiểu Tịnh và Tiểu Du đều sững sờ, động tác của họ chậm chạp dừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Dương, rồi lại nhìn sang Ngưu Xuyên. Không có gì, chỉ là anh Dương không thích ăn những món này. Ngưu Xuyên cuối cùng vẫn không để ý đến việc ngăn cản của Chu Dương, nói câu giải thích. Hơ hơ, Xuyên tử, không cần phải giải thích, ý tôi rất rõ ràng, món là do các cô ăn nên các cô tự đi mà trả tiền. Chu Dương lạnh lùng nói. Việc đến bước này, xem ra Tiểu Tịnh và Tiểu Du hoàn toàn không muốn đến xem mắt với Ngưu Xuyên, đây rõ ràng muốn chặt chém Ngưu Xuyên một khoản tiền. Làm anh em tốt, Chu Dương hoàn toàn không thể chỉ ngồi nhìn không giúp được. Anh Dương, anh đừng như vậy, em. Ngưu Xuyên vừa nghe xong lập tức lo lắng. Xuyên tử, cậu có biết mấy món mà cô ta chọn bao nhiêu tiền không? Chu Dương lạnh lùng chỉ vào đồ ăn trên y bàn hỏi. Một vài món ăn đáng giá bao nhiêu, em đã mang theo tiền. Ngưu Xuyên cũng có chút lo lắng, cậu ta không biết tại sao mọi thứ lại thành như thế này. Cậu ta lập tức lấy tiền từ túi ra, vừa đủ 4.000, để tất cả tiền ở trên y bàn. Xuyên tử, cậu vẫn còn quá tốt bụng, cậu có thể vì tôi mà đối phó với Trần Tuấn Sinh,
tôi đương nhiên sẽ không thể ngồi nhìn cậu bị người khác lừa. 4.000 này không đủ cả phần lẻ nữa, những món này, ít nhất là hơn 15.000. Chu Dương vừa nói xong, Ngưu Xuyên hoàn toàn bị choáng váng. Làm sao có thể? Thấy Ngưu Xuyên vẫn không tin, Chu Dương trong lòng nghiến răng, trực tiếp gọi phục vụ. Cô nói, những món ăn này có giá bao nhiêu? Người phục vụ mang thực đơn đến, đưa cho Chu Dương. Thưa tiên sinh, cộng với 6 loại đồ uống mà các người đã gọi trước đó, tổng cộng là 18.800 tệ, đây là hóa đơn. Chu Dương không nhận lấy hóa đơn, mà để Ngưu Xuyên xem rõ ràng. Cái này làm sao có thể? Ngưu Xuyên nhìn vào những con số dài trên y hóa đơn, hai tay có chút run lên. Số tiền này đủ bằng 5 tháng tiền lương của cậu ta rồi. Hừ, chỉ có hơn 10.000 thôi, không có tiền mà bày đặt giả dạng xếp lớn, còn dám đến nơi này, đều do cậu đáng đời tự tìm đến. Lúc này, Tiểu Tịnh không những không hoảng sợ mà còn kiêu ngạo, hai tay khoanh ngực, ánh mặt lạnh lùng nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên. Tiền, chúng tôi có, nhưng không phải cho cô. Ngoài ra, cũng vui lòng cô tự biết vị trí của bản thân. Các cô và Xuyên Tử lần đầu tiên gặp nhau, vậy mà cô dám tự chủ trương gọi nhiều món như vậy, chỉ sợ rằng căn bản là không muốn đến xem mắt. Chu Dương lạnh lùng nói, đôi mắt sắc bén như dao hướng đến người Tiểu Tịnh. Hừ, không có tiền còn làm bộ làm tịch, bây giờ muốn quỵt tiền, đừng hòng. Tiểu Tịnh cuối cùng lộ ra bộ mặt thật, cũng không thèm quan tâm tình cảnh hiện tại, hướng về phía Chu Dương và Ngưu Xuyên mắng. Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra và gọi điện. Hai người đợi đó cho tôi, hôm nay nếu không trả tiền, các người đừng hòng đi ra ngoài. Tiếng động ở đây hơi lớn, mọi người trong khách sạn Huy Hoàng cũng đã chú ý thấy tình hình bên này. Mấy vị, nếu mấy vị có mâu thuẫn thì vui lòng đổi sang nơi khác để giải quyết, đừng làm phiền những vị khách khác. Người phục vụ cũng là một người điềm tĩnh, thay vì trực tiếp kêu gọi bảo vệ lôi bọn Chu Dương ra ngoài, anh ta lại đưa họ đến phòng chờ của khách sạn. Anh Dương, thế này không ổn cho lắm, anh. Ngưu Xuyên lúc này có chút bất lực. Một bên là anh em tốt Chu Dương, một bên là đối tượng hôm nay xem mặt. Giúp đỡ bên nào, đối với bên còn lại, dường như cũng là điều không tốt. Xuyên Tử, lẽ nào cậu vẫn không nhìn ra à? Bọn họ hoàn toàn không có ý muốn xem mặt với cậu, bọn họ chỉ muốn lừa gạt mà thôi, mà cậu chính là đối tượng bị bọn họ chọn. Chu Dương nóng nảy đánh nhẹ vào ót của Ngưu Xuyên. Lúc trước Chu Dương cũng không được như ý, đối mặt với hoàn cảnh của Ngưu Xuyên, anh không có cách nào giúp đỡ. Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi, cũng có thể dễ dàng giải quyết tình huống của Ngưu Xuyên, vì vậy Chu Dương không hy vọng Ngưu Xuyên vẫn bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí là bị lừa gạt như trước. Nhưng cô ấy là do đồng hương em giới thiệu, làm sao đồng hương em lại lừa dối em được. Khi Ngưu Xuyên còn đang rối bời, điện thoại của cậu ta đột nhiên reo lên. Alo. Ngưu Xuyên im lặng trả lời điện thoại, nhưng khuôn mặt cậu ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Chu Dương cảm thấy có chuyện không ổn, liền hỏi. Là người đồng hương em gọi, hắn ta nói rằng không thể chọc giận người đứng sau hai cô gái đó, muốn em tính tiền và đền cho họ 10.000. Khi Ngưu Xuyên nói điều này, giọng nói có chút run rẩy. Chu Dương bây giờ hoàn toàn hiểu ra đám người này toàn là bọn lừa đảo. Mục tiêu của bọn họ chính là lừa 10.000 của Ngưu Xuyên. Còn về cái người gọi là đồng hương đó, tình nghĩa làng xóm chắc là đã quên từ lâu rồi. Hừ, bây giờ mới biết sợ, không phải lúc nãy rất khoa trương sao? Tiểu Tịnh thấy Ngưu Xuyên và Chu Dương không nói chuyện, nghĩ rằng họ sợ nên lập tức cười khẩy. Xuyên Tử, bây giờ cậu nên hiểu rõ rồi. Chu Dương lấy tay vỗ nhẹ vào vai của Ngưu Xuyên, trầm giọng an ủi. Anh Dương, em nên làm gì bây giờ? Ngưu Xuyên ngước đầu lên, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Cậu ta không thể nghĩ ra, rõ ràng là đồng hương giới thiệu xem mắt, tại sao lại trở thành như thế này? Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào cậu. Chu Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Tiểu Tịnh. Tôi thật muốn biết, mấy người sao lại đặt mục tiêu lên người Xuyên Tử? Anh đang nói về cái gì? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu, nhanh trả tiền đi, nếu không, ngay cả ở nơi này, đại ca tôi sẽ không tha cho anh đâu. Một chút hoảng loạn lóe lên trong mắt Tiểu Tịnh, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Tiểu Tịnh,
Tiểu Tịnh đang ở đâu? Một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên. Chu Dương sắc mặt không thay đổi, nhưng vẻ mặt Tiểu Tịnh lại rất vui mừng. Em đang ở đây, đại ca. Tiểu Tịnh hét về phía bên ngoài phòng nghỉ. Chỉ chốc lát, một tên tóc vàng trông như con báo đốm cùng với 7-8 người đi đến đây. Tiểu tử, là cậu bắt nạt em gái tôi. Ngay khi tên tóc vàng bước vào, hắn ngang ngược chỉ vào Chu Dương, khuôn mặt hung ác hỏi. Đến nhanh như vậy, xem ra đã có chuẩn bị từ trước, cảnh lừa đảo các người làm hơi lớn rồi đó. Chu Dương không trả lời, nhưng lạnh lùng nhìn tên tóc vàng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tại lúc này, cho dù Ngưu Xuyên phản ứng chậm thế nào, cậu ta cũng hiểu ra rồi. Các người lừa tôi, Vương Đại Hổ đâu? Vương Đại Hổ chính là người đồng hương của Ngưu Xuyên, là do hắn ta giới thiệu lần xem mắt này. Hừ hừ, Vương Đại Hổ nợ tôi 5.000, nói cậu sẽ đưa ra 10.000, bây giờ có thể lấy tiền ra rồi. Tên tóc vàng lạnh giọng hừ một tiếng, một chân đạp lên ghế, đẩy về phía cửa phòng chờ để ngăn Chu Dương và Ngưu Xuyên đạp cửa trốn thoát. Tôi có tiền, nhưng không biết làm sao đưa cho cậu. Chu Dương lạnh lùng nói, lúc này cũng đã bình tĩnh lại rồi, chê y mặt còn lộ ra nụ cười. Tôi chỉ muốn tiền mặt. Được, tôi có tiền, mà còn có rất nhiều tiền, nhưng tôi chỉ sợ cậu không có mạng để lấy. Chương 30, tang chứng vật chứng đều có cả. Tiểu tử, thật biết giả bộ nha, cậu có nhiều tiền như vậy thì 10.000 tệ chắc là không đủ đâu, cậu đưa ra 50.000 đi. Tên tóc vàng cười khinh bỉ. Chu Dương gật gật đầu, nói, được, để tôi gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối. Chu Dương nói, chị Diệp, là tôi, bây giờ chị đi rút 50.000 tiền mặt đi đến khách sạn Huy Hoàng, tôi đang cần. Tiểu tử, tôi cảnh báo cậu, đừng nghĩ đến việc giở thủ đoạn. Thấy Chu Dương gọi điện thoại, tên tóc vàng lập tức cảnh cáo. Nhưng mà khi nghe Châu Dương không nói gì nhiều, chỉ kêu người mang tiền đến, hắn cũng thấy yên tâm. Tiểu tử, cậu đã bắt nạt em gái tôi, để cậu chỉ phải đền 10.000 là quá rẻ với các cậu rồi. Người trước đó dám bắt nạt em gái tôi, bị tôi đánh gãy chân rồi, tôi sợ là bây giờ vẫn chưa khỏi. Tên tóc vàng Uyhiota nói. Chu Dương vừa nghe thấy, biết ngay rằng, tên tóc vàng này đã tái phạm nhiều lần. Anh Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Lúc này Ngưu Xuyên cũng nghĩ đến bảo vệ bảo thân và Chu Dương. Chỉ là hiện tại cậu không thể nghĩ ra cách nào khác, có gần 10 người đối diện cậu, nếu cậu chỉ có một mình. Thì có thể xông ra ngoài. Nhưng mà hiện tại, bên cạnh cậu có Chu Dương. Ngưu Xuyên không thể để Chu Dương vì bản thân mà bị thương được. Báo cảnh sát, tiểu tử, xem ra gan của các cậu cũng lớn đấy chứ, có ngon thì gọi cảnh sát thử xem. Tên tóc vàng vừa nghe thấy, hắn ta ngay lập tức cười nhẹ, đầy kiêu ngạo chỉ vào Ngưu Xuyên. Làm sao, lẽ nào cậu không cho tôi báo cảnh sát? Ngưu Xuyên cũng là một người nóng tính. Lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tiểu tử, mày cũng thật gan dạ. Nhưng điện thoại vẫn còn chưa gọi, tên tóc vàng điện đã giật lấy di động của Ngưu Xuyên quăng chê y mặt đất. Mấy anh em, để cho tiểu tử này biết bây giờ ở đây lời nói của ai mới được tính. Với một tiếng hét, mấy tên nhìn giống dân xã hội đen, lập tức náo loạn chạy lên đánh. Phòng chờ nhỏ lập tức hỗn loạn thành một khối. Bởi vì Ngưu Xuyên vẫn phải lo cho an nguy của Chu Dương, mà cũng không muốn đánh nhau trong khách sạn này, cho nên không có cách nào ra tay, bằng không chỉ dựa vào đám người này, cũng chỉ là chuyện mỗi tên một nắm đấm mà thôi. Nhưng mà nhiều tên hợp lại như vậy, Ngưu Xuyên cũng chịu thiệt không ít. Không chỉ bị thương ở người, trên y mặt cậu ta cũng đầy vết máu. Tiểu tử, tốt hết là ngoan ngoãn cho tôi, đợi tiền đến rồi, tôi sẽ tự nhiên để các cậu đi. Tên tóc vàng ngồi xuống ghế, đắc ý nói. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ đột nhiên có tiếng động. Chu Tổng, là tôi. Giọng nói của Diệp Sở Thiến vang lên ngoài cửa, ản ứng đầu tiên của Chu Dương là tiến lên mở cửa. Từ từ đã, cậu đi mở. Nhưng tên tóc vàng lại ngăn cản Chu Dương, mà kêu thủ hạ của hắn tiến phía trước mở cửa. Chỉ là đợi mấy giây, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tên tóc vàng không kiên nhẫn, quay người lại mặt đầy giận dữ, chuẩn bị khiển trách đàn em, nhưng đột nhiên mở to mắt bất động. Trước mặt hắn ta tất nhiên là Diệp Sở Thiến.
Bởi vì vừa từ công ty Danh Dương đến, Diệp Sở Thiến vẫn mặc đồ công sở, nhìn cả người vô cùng mạnh mẽ, càng thêm khí chất có một không hai. Tên tóc vàng và đàn em hắn chỉ là một nhóm người đầu đường xó chợ, sao có thể thấy người như vậy được, từng người một đều sững sờ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Diệp Sở Thiến. Chu Tổng, đây là... Diệp Sở Thiến ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy có gì đó không ổn trong phòng chờ, nhướng mày một cái, nhẹ nhàng bước vào. Tiền đã mang đến rồi. Chu Dương không giải thích, mà chỉ thờ ơ hỏi. Có đem đến, nhưng vì tôi lo anh có việc gấp nên tôi đã đem nhiều một chút, đây là 300 ngàn. Diệp Sở Thiến đặt một chiếc túi da màu đen trước mặt Chu Dương, sau khi mở ra thì lộ ra những tờ tiền đỏ đỏ mới cóng. Nếu tên tóc vàng và đồng bọn nhìn thấy Diệp Sở Thiến đẹp đến mức khiến họ mất hồn thì khi thấy 300 ngàn lộ ra càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng. Ha ha, tiểu tử, xem ra cậu nói thật, không ngờ cậu có nhiều tiền như vậy, đã như vậy, thì tôi sẽ lấy hết 300 ngàn này, ha ha. Tên vàng tóc ra sức hắng giọng, đôi mắt liếc qua lại giữa Diệp Sở Thiến và những tờ tiền. Mày không phải nói là 10 ngàn sao, ở đây có đến 300 ngàn. Ngưu Xuyên vừa nghe liền dừng lại, vội vàng ngăn chặn đám côn đồ muốn đến lấy tiền. Làm sao, cho thể diện nhưng không muốn lấy à? Hồi nãy là 10 ngàn, chỉ là tôi ngờ được các cậu có nhiều tiền như vậy, 300 ngàn, không muốn cũng phải đưa. Mặt tên tóc vàng đắc ý, chê y khuôn mặt thể hiện rõ sự hưng phấn. 300 ngàn, đối với người bình thường thì đây đã là số tiền không nhỏ rồi. Mà đối với tên tóc vàng và đồng bọn, 300 ngàn này đủ để bọn họ tiêu xài phung phí trong vài tháng. Chỉ là sau khi đám côn đồ lấy được tiền, tên tóc vàng vẫn không biết đủ mà đưa ánh mắt tham lam nhìn vào Diệp Sở Thiến. Tiểu tử, chuyện này còn chưa kết thúc, trừ khi cậu để cô gái này hầu hạ tôi đêm nay, còn không các cậu sợ là không thể ra ngoài. Tên tóc vàng sau khi thu được tiền, cũng không thèm lãng phí thêm với Chu Dương và Ngưu Xuyên, trực tiếp nói ra mục đích cuối cùng của hắn. Mày! Ngưu Xuyên bất ngờ giơ lên nắm đấm chuẩn bị đánh tới. Đợi một chút, Xuyên tử, chuyện này để tôi. Nhưng Chu Dương ngăn Ngưu Xuyên lại, mặt không cảm xúc nhìn tên tóc vàng. Anh nói sai rồi. Cô gái này anh không thể dẫn đi, tiền cũng không thể đem đi, còn nữa kể cả các người sợ rằng cũng đi không được. Giọng nói của Chu Dương rất lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. Ha ha, các anh em, tôi đang nghe thấy gì vậy? Đứa trẻ này có phải sợ đến ngu người rồi không? Bây giờ tiền đã nằm trong tay chúng tao, làm thế nào mày có thể ngăn chúng tao? Tên tóc vàng cười lớn, không che giấu sự hung hăng của bản thân. A Bill, cậu sao lại ở đây? Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối vào phòng nghỉ, người đàn ông đó trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên tóc vàng. Khi tên tóc vàng nhìn thấy người đàn ông đó, ngay lập tức thu lại biểu tình hung hăng, biến thành thái độ kính cẩn. Anh Bào. Tên tóc vàng phản ứng trước sau đó đám đàn em của hắn ngay lập tức theo hắn cùng kính cẩn chào người đàn ông ở cửa. Tinh thần của Ngưu Xuyên lập tức căng thẳng, đám côn đồ này bọn họ còn không đánh lại, bây giờ lại xuất hiện một tên anh Bào, vậy bọn họ càng khó đối phó hơn. Nhưng mà Chu Dương lúc này lại cực kỳ bình tĩnh. Không tệ nha, A Bill, lại đến nơi này luôn, sao? Bây giờ đang làm ăn ở đâu? Anh Bảo bước vào với một nụ cười kỳ quái chê y mặt, đầu tiên liếc nhìn tên tóc vàng sau đó chuyển sự chú ý sang Chu Dương và những người khác. Khi nhìn thấy Diệp Sở Thiến, đôi mắt hắn sáng lên lập tức, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt anh ta liền trở nên nghi ngờ. Mà khi mắt hắn nhìn thấy Chu Dương, đồng tử của hắn lập tức co thắt lại, cả khuôn mặt cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh Bảo biết rõ về tên tóc vàng, thậm chí không cần nghĩ cũng biết bên trong phòng chờ xảy ra tình huống gì. Nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ tới rằng có cả Chu Dương ở bên trong. Xin hỏi, anh là Chu Dương, Chu tiên sinh phải không? Anh Bảo bước đi cẩn thận đến trước mặt Chu Dương, thái độ rất khiêm tốn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chu Dương. Anh Bảo, sao, anh quen người này à, nếu là bạn của các anh thì em có thể bớt ít tiền. Tên tóc vàng không biết mọi chuyện, chỉ nghĩ là anh Bảo quen biết Chu Dương, nói rất là tùy ý. Bốp. Nhưng trong nháy mắt, một tiếng tát vang dội khắp phòng nghỉ. Đôi mắt của tên tóc vàng mở to, đầy hoài nghi nhìn anh Bảo, che đi phần má phải bị sưng. Anh Bảo, anh! Không chỉ tên tóc vàng sững sờ,
mà ngay cả những tên đàn em nhỏ bé phía sau cũng sững sờ, không ai dám đứng ra. Ngược lại, Chu Dương nhìn anh Bảo với ánh mắt tò mò, trong lòng suy nghĩ về việc này. Là tôi. Chu Dương tự nhận rằng anh không biết anh Bảo này, nhưng đối phương có thể nhận ra anh trong nháy mắt, rõ ràng hắn đã từng nhìn thấy mình, cũng không có gì đáng để che giấu nên NNH gật đầu thừa nhận. Thực sự là Chu tiên sinh, tôi là A Bảo, là người của Hổ gia. Nghe câu trả lời khẳng định của Chu Dương, anh Bảo lập tức cười hề hề nói, tỏ rõ thân phận của hắn. Hổ gia. Nghe thấy cái tên này, Chu Dương suy nghĩ một lúc, ngay lập tức trong đầu anh xuất hiện thân hình một người đàn ông trung niên. Trước đây trong bữa tiệc tối của buổi lễ khởi động dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, anh đã từng hàn huyên với Hổ gia một lúc. Đúng vậy, Hổ gia đang ăn ở tầng 2, không biết là anh ở đây, xin anh đợi một lát, tôi đi tìm Hổ gia. Anh Bảo nhỏ giọng nói, sau đó lập tức quay người đi lên tầng 2. Đợi hắn ta ở đi, cả phòng nghỉ đều im lặng. Hổ gia cũng ở đây, anh quen biết với Hổ gia. Tên tóc vàng che mặt nhìn về Chu Dương với vẻ mặt ngạc nhiên. Mà cả đám đàn em của hắn ta đều sợ hãi, từng người một đều biến sắc, thậm chí có hai người đã lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. Một khi tình hình không ổn, sẽ chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát. Chu Dương không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi. Đối với cái người Hổ gia này, thành thật mà nói, Chu Dương không biết được nội tình của đối phương. Nhưng bây giờ đã gặp, tất nhiên cũng sẽ có cách để mà giải quyết, dù sao Chu Dương cũng sẽ không sợ. Ha ha, Chu tiên sinh, thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở nơi này, thật là may mắn. Chương 31, làm cùng với tôi đi. Không lâu sau, một tiếng cười thô lỗ vang lên. Nghe thấy âm thanh này, cơ thể của tên tóc vàng run rẩy, mặt cũng trở nên tái nhợt. Chu Dương ngước mắt lên, liền thấy Hổ gia người từng gặp qua tại bữa tiệc xuất hiện trước mặt mình. Chu tiên sinh, không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu vẫn còn có nhớ tôi chứ? Dáng người của Hổ gia rất cao, cười lớn bước đi oai hùng tiến về phía Chu Dương, trực tiếp vươn tay ra. Hổ gia. Chu Dương không có kiêu ngạo, đưa tay ra, nắm chặt tay Hổ gia. A Bảo, có chuyện gì vậy? Hổ gia là một người thận trọng. Khi nhìn thấy cảnh trong phòng chờ, ông ta biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khuôn mặt ông ta lập tức lạnh xuống. Hổ gia. Anh Bảo không chút do dự trực tiếp gọi tên tóc vàng đứng ra. Ngay lập tức, nhiệt độ trong cả phòng chờ dường như đã giảm đi nhiều. Chu Dương ngạc nhiên nhìn Hổ gia, anh không ngờ rằng người này lại có khí thế lớn đến vậy. Đây chắc chắn là khí thế được tôi luyện trong mười mấy năm giang hồ mới có được. Cậu tên là A Bưu phải không? Hổ gia lạnh nhạt nghe xong anh Bảo giải thích, ánh mắt như gươm khoét về phía tên tóc vàng. Hổ gia, tôi, chuyện này là hiểu lầm thôi. Làm sao tên tóc vàng có thể tiếp nhận áp lực nguy hiểm từ Hổ gia, trực tiếp cong hai chân, quỳ xuống chê y mặt đất ra sức gập đầu, âm thanh cộc cộc vang lên rõ ràng. Hiểu lầm, A Bảo. Hổ gia lạnh giọng hừ một tiếng, hời hợt nói một tiếng. Ngay khi nghe xong, anh Bảo luôn kính cẩn đứng kế bên Hổ gia đá thẳng về phía tên tóc vàng, đá hắn ta bay ra ngoài cho đến khi hắn đập vào bức tường thì mới dừng lại. Nhưng tên tóc vàng không thể đứng dậy được, người mềm như bún nằm chê y mặt đất, không ngừng dê y gì. Chu Dương vừa nhìn đã nhìn ra tên tóc vàng này đã bị gãy ít nhất 3 cái xương sườn. Còn hai người các cô, thích ra ngoài bán thân không? Anh Bảo không đi nhìn tên tóc vàng. Mắt nhìn về hướng Tiểu Tịnh và Tiểu Du cười lạnh. Anh Bảo, bỏ qua cho bọn em đi, chuyện này là do hắn ép bọn em thôi, không liên quan đến bọn em đâu. Tiểu Tịnh và Tiểu Du đã ngây người ra rồi, họ không ngờ tình hình trong phòng chờ sẽ thay đổi như vậy, chỗ dựa vững chắc của họ tên tóc vàng đang sống dở chết dở nằm một bên. Không liên quan đến các cô à, vậy tôi sẽ cho các cô một cơ hội, tát đối phương, khi nào Chu tiên sinh hô dừng, các cô mới được dừng. Anh Bảo vừa nói xong, liền ngay thấy âm thanh tát bốp vào mặt vang lên, thêm với tiếng khóc nức nở đầy kinh sợ. Chu tiên sinh, vì họ đã đắc tội cậu, cho nên xử lý như nào là do cậu quyết định. Hổ gia đã cho Chu Dương toàn quyền xử lý, nhưng điều này lại khiến cho Chu Dương có chút bất ngờ. Chu Dương cũng lập tức nhìn về hướng Như Xuyên. Anh Dương, em, hay là bỏ qua cho bọn họ đi, đằng nào thì chúng ta cũng không có tổn thất gì.
Nói cho cùng, Ngưu Xuyên là một người nhân hậu, chưa bao giờ anh ta nghĩ về việc làm tổn thương người khác bao giờ, kể cả khi đối phương kiếm chuyện trước thì anh ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh tàn khốc như vậy. Hổ ra, nhân vật chính hôm nay là anh em của tôi, Ngưu Xuyên, cậu ta đã nói vậy rồi thì hãy để họ đi thôi. Chu Dương cười nhẹ. Mà tên tóc vàng đợi nghe được như vậy thì vô cùng vui mừng, chuẩn bị cảm ơn Chu Dương. Nhưng mà, cần trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt, gọi cảnh sát đi, đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Tôi nghĩ rằng với số tiền cướp được là 300.000 đủ để bọn họ ở trong đó hơn 10 năm. Tên tóc vàng cùng mấy người họ vừa nghe được thì tinh thần lập tức suy sụp, tất cả đều tê liệt chê y mặt đất. Ha ha, Chu tiên sinh, không cần phải để ý đến bọn họ, đi thôi, khó có được cơ hội gặp mặt, lên tầng 2 đi, tôi mời cậu ăn cơm. Hổ ra ha ha cười lớn ra hiệu cho Chu Dương. Xuyên tử, chị Diệp, cùng đi thôi. Chu Dương không từ chối, anh biết rằng Hổ ra cho mình thể diện như vậy không thể đơn giản chỉ là do duyên phận đã gặp trước đó. Một bữa ăn cơm no rượu say, sau khi tạm biệt Hổ ra rồi, ba người rời khách sạn Huy Hoàng, không khí có chút im lặng. Ngưu Xuyên bởi vì chuyện này mà trong lòng tự trách bản thân. Tuy rằng đã lấy lại 300 ngàn, nhưng mà suy cho cùng vẫn làm phiền Chu Dương rồi. Vừa nghĩ đến Chu Dương không nói gì mà kêu người đem tiền đến, cậu ta rất cảm động. Nhưng nghĩ đến trước đây hai người còn cùng nhau trải qua những ngày than trách số phận. Bây giờ Chu Dương đã biến thành một nhân vật lớn, mà cậu ta vẫn còn là bảo vệ nhỏ bé, Ngưu Xuyên lập tức nản lòng. Anh Dương, em. Nét mặt Ngưu Xuyên cô đơn, cả mặt ngập tràn tội lỗi. Được rồi, Xuyên tử, không cần nói gì hết, mối quan hệ của chúng ta là gì nào? Chu Dương cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai Ngưu Xuyên, an ủi nói. Nhưng mà, Xuyên tử, lẽ nào cậu vẫn muốn quay về làm bảo vệ à? Ngay khi chuyển lời, nét mặt của Chu Dương trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không làm bảo vệ thì có thể làm gì khác? Ngưu Xuyên mặt đầy đau khổ. Xuyên tử, làm cùng với tôi đi. Chu Dương trầm giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Anh biết rằng, anh không thể chỉ làm dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Bất kể đó là sản nghiệp gia tộc hay sau này là đội ngũ do chính anh xây dựng, đều cần đủ nhân lực. Trong lòng Chu Dương đã có một ý tưởng, nhưng anh vẫn cần phải suy nghĩ thêm, vì vậy Ngưu Xuyên trở thành mục tiêu đầu tiên của anh. Anh Dương, anh! Lần này, không chỉ Ngưu Xuyên mà Diệp Sở Thiến cũng mặt đầy ngạc nhiên. Từ lời nói của Chu Dương, Diệp Sở Thiến nghe ra được một ý tứ ẩn giấu trong đó, nhưng vẫn không chắc lắm. Mà Ngưu Xuyên đồng thời nhìn rất là xúc động nhưng lại vô cùng thấp thỏm. Xuyên tử, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thay vì làm bảo vệ cả đời, không bằng cậu đi theo tôi. Tuy tôi không dám nói rằng có thể khiến cậu phát triển lên như diều gặp gió, nhưng ít nhất tốt hơn hiện tại rất nhiều. Chu Dương mặt đầy chân thành. Được, anh Dương, em đi theo anh làm. Em quay về sẽ từ chức. Ông đây sớm đã chịu đủ ức hát iota của đội trưởng rồi. Ngưu Xuyên không nghĩ thêm nữa, đồng ý luôn, cả khuôn mặt tràn đầy cảm xúc cả iota siết động. Ha ha, tốt. Đi thôi, vừa nãy ăn uống không ngon miệng, tôi mời cậu đi ăn cơm. Thấy Ngưu Xuyên đồng ý, Chu Dương cũng rất vui. Anh cười lớn và ôm lấy vai Ngưu Xuyên, chuẩn bị tìm nơi để ăn. Chu Tổng, lẽ nào cậu không nhìn thấy tôi sao? Lúc này, Diệp Sở Thiên yếu ớt nói, giọng nói có chút buồn. Chu Dương và Ngưu Xuyên đang hưng phấn, họ không hề để ý đến cô ấy, thậm chí còn quên rằng còn có một người khác ở đây. À! Đúng rồi, chị Diệp, chị quay về trước đi. Số tiền này chị cũng đem về đi, đợi ngày khác tôi sẽ dốc lòng cảm ơn chị. Chu Dương vẫn còn đang phấn khích, cũng không nhận ra chút nỗi buồn trong lời nói của Diệp Sở Thiến, vẫy vẫy tay, cùng với Ngưu Xuyên rời đi. Thật là đồ đầu gỗ. Diệp Sở Thiến nghiến răng nhìn hai người đi xa, rậm rậm chân, lộ ra dáng vẻ của cô gái mới lớn. Nhưng mà rất nhanh, chê y khuôn mặt Diệp Sở Thiến nở nụ cười. Bởi vì Chu Dương vừa nãy nói rằng ngày khác sẽ dốc lòng cảm ơn cô. Tạ Linh Ngọc từ lúc về đến nhà họ Tạ liền nhốt mình trong phòng. Bất kể là bà Tạ có gõ cửa thế nào, cô cũng không đáp lời. Cảnh tượng tại công ty Danh Dương xuất hiện liên tục trong đầu cô. Điều khiến cô thấy khó chấp nhận nhất, vẫn là Chu Dương hoàn toàn không có một lời giải thích.
Tinh linh linh. Đột nhiên, điện thoại của Tạ Linh Ngọc vang lên. Lấy điện thoại, Tạ Linh Ngọc bất ngờ thấy Trần Tuấn Sinh gửi tin nhắn tới. Linh Ngọc, anh đã liên hệ được với nhà đầu tư rồi, lần này chắc chắn có thể đầu tư vào mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Chỉ một vài từ đã khiến Tạ Linh Ngọc vui vẻ. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của mỹ phẩm Duyệt Kỳ là không đủ tiền để bắt đầu các dự án mới. Nhưng rất nhanh, Tạ Linh Ngọc nghĩ đến những hành động của Trần Tuấn Sinh và một vài nhà đầu tư đã làm trong câu lạc bộ Silver Lake. Lần đó, nếu không phải là Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đã sớm gặp phải bất trắc. Trong thời gian này, Tạ Linh Ngọc rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng. Một mặt là do những gì Trần Tuấn Sinh đã làm trước đây, còn một mặt là do Chu Dương không giải thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi suy nghĩ trong 3 giờ đồng hồ, cuối cùng Tạ Linh Ngọc đã đưa ra quyết định. Ở đâu? Chương 32, mượn người. Tạ Linh Ngọc cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn lại cho Trần Tuấn Sinh. Bất kể như thế nào, Tạ Linh Ngọc đã tự mình xé bỏ hợp đồng giữa mỹ phẩm Duyệt Kỳ và công ty Danh Dương, điều đó có nghĩa là mỹ phẩm Duyệt Kỳ sẽ từ bỏ hợp tác với công ty Danh Dương. Đã như vậy, mỹ phẩm Duyệt Kỳ muốn tiếp tục chống đỡ, nhất định phải tìm ra nhà đầu tư mới càng sớm càng tốt. Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Linh Ngọc trong cái nhìn ngạc nhiên của bà Tạ, quyết đoán chạy đến nơi Trần Tuấn Sinh nói. Mà khi đi khỏi khu dân cư, Tạ Linh Ngọc không chú ý rằng, cách khu dân cư không xa, có hai bóng người lắc lư từ từ tiến lại gần. Anh Dương, vừa mới nãy có phải là chị dâu không? Một trong hai người đẩy đẩy người còn lại bên cạnh mình, giọng nói có hơi ngạc nhiên. Mà hai người này chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên vừa đi uống rượu xong. Chu Dương lắc lắc đầu để mình tỉnh táo một chút, lúc này mới thấy bóng dáng của Tạ Linh Ngọc. Không sai, cô ấy muốn đi đâu vậy? Chu Dương vừa mới uống không ít rượu, lúc này đầu anh có chút mê man, thậm chí còn quên rằng trước đó tại văn phòng đã xảy ra mâu thuẫn với Tạ Linh Ngọc, Tạ Linh Ngọc còn quyết đoán đòi ly hôn. Có muốn đuổi theo không, anh Dương? Ngưu Xuyên muốn nhanh bước đi, nhưng cả người lại loạng choạng. Đi, đuổi theo xem. Tôi thật muốn xem cô ấy đi làm gì sau lưng tôi. Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, say khướt lẩm bẩm một câu, rồi đuổi theo. Cả hai bắt một chiếc xe, suốt quãng đường đi theo sau Tạ Linh Ngọc đến một câu lạc bộ tư nhân ở phía tây thành phố. Chu Dương và Ngưu Xuyên còn chưa xuống xe, thì đã thấy Tạ Linh Ngọc xuống xe, mà một người cũng là từ đối diện đi tới. Mẹ kiếp, là thằng khốn Trần Tuấn Sinh. Chu Dương ra sức dụi mắt. Sau khi thấy rõ người đó, đột nhiên nổi giận. Anh tuyệt đối không ngờ tới, tối như vậy mà Tạ Linh Ngọc lại đến gặp Trần Tuấn Sinh, lẽ nào cô ấy đã quên mất bài học lần trước? Anh Dương, là thằng khốn Trần Tuấn Sinh, hắn chắc chắn không có ý tốt. Ngưu Xuyên thét lên một tiếng, liền xuống xe, xông thẳng hướng về phía Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc. Chu Dương muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn rồi. Thằng khốn, dám đụng vào chị dâu tao. Gào lên một tiếng, Ngưu Xuyên trực tiếp hướng Trần Tuấn Sinh vung nắm đấm tới. Vì uống quá nhiều rượu, Ngưu Xuyên không thể kiểm soát cơ thể mình, nắm đấm vừa vung ra, không chỉ không đánh trúng Trần Tuấn Sinh, trái lại vì quán tính quá lớn, cơ thể không thể ngừng lảo đảo tiến về phía trước, trực tiếp ngã xuống đất. Cậu là ai? Trần Tuấn Sinh sắc mặt u ám nhìn Ngưu Xuyên, hết sức phòng bị. Ngưu Xuyên. Ngược lại Tạ Linh Ngọc vừa nhìn đã nhận ra Ngưu Xuyên. Dù sao 3 năm trước, Ngưu Xuyên thường hay đi với Chu Dương, có rất nhiều lần Tạ Linh Ngọc đã nhẫn nhịn đi đón Chu Dương say rượu, cho nên có chút ấn tượng với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên ở đây, vậy thì Chu Dương nhất định cũng ở gần đây. Tạ Linh Ngọc lập tức phản ứng ngay, khi quay đầu nhìn phía sau lưng, thì thấy Chu Dương khuôn mặt âm u đang tiến lại gần. Tôi đã còn nghĩ là ai, thì ra là người anh em Chu, chỉ là muộn như vậy, lẽ nào cậu không ở cùng Thẩm Tổng sao? Trần Tuấn Sinh khi nhìn thấy Chu Dương, hắn ta lập tức cười khẩy, cố tình chuyển hướng tới Thẩm Bích Quân. Mà vụ tai tiếng của Chu Dương và Thẩm Bích Quân, ban ngày mới lan truyền khắp thành phố, ban đêm lại bị nhắc đến, rõ ràng là có ý định rõ ràng. Ngay khi Tạ Linh Ngọc nghe thấy mấy từ Thẩm Tổng, lông mày cô vô thức nhăn lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Chu Dương, anh theo dõi tôi. Tạ Linh Ngọc lạnh nhạt hỏi. Cô không tin đây là tình cờ gặp. Hơn nữa thấy vẻ của Chu Dương và Ngưu Xuyên rõ ràng là đã đi theo cô suốt chặng đường.
Làm sao, Tạ Linh Ngọc, chúng ta bây giờ còn chưa ly hôn, em đã đợi không kịp mà muốn đi theo cậu ta. Tác dụng của rượu rất mạnh, tâm trí Chu Dương bây giờ đang rất mơ hồ, nhưng mà vẫn còn sót lại lý trí nói cho anh biết rằng, Tạ Linh Ngọc ban đêm đi ra ngoài, vì để gặp Trần Tuấn Sinh. Người đàn ông dây dưa trong cuộc hôn nhân 3 năm giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, từ lúc xuất hiện đã khiến cho Chu Dương cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn. Là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông tinh lực dồi dào, Chu Dương hoàn toàn không thể nhịn cơn tức giận trong lòng, lần đầu tiên hét lên giận dữ với Tạ Linh Ngọc. Trong khoảnh khắc, sự yên tĩnh bao trùm lấy mấy người. Trần Tuấn Sinh không nói một lời, chỉ cười nhạt nhìn Chu Dương. Còn Ngưu Xuyên cũng vừa đứng dậy, đi đến bên cạnh Chu Dương, nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh. Tạ Linh Ngọc cũng đứng ngây ra. Cô không thể tin những gì cô nghe được. Chu Dương hét lên với cô. Kết hôn 3 năm, cho dù trước đây bởi vì sự xuất hiện của Trần Tuấn Sinh, hay là việc ép người quá đáng của bà Tạ, thậm chí khi cô liên tục 2 lần đòi ly hôn, Chu Dương vẫn không hét lên với cô như thế. Chu Dương, anh khiến tôi quá thất vọng rồi, trước giờ anh chưa bao giờ hiểu tôi. Anh cho rằng bây giờ anh trở thành cổ đông công ty danh Dương, đưa cho tôi sự thương hại nực cười, là có thể giúp tôi sao? Tạ Linh Ngọc đau buồn vừa cười, bên trong đôi mắt to sáng liền trở nên ảm đạm, tràn trề nỗi thất vọng. Cô vẫn nghĩ rằng khi mình đòi ly hôn, ít nhất có thể để Chu Dương suy ngẫm về bản thân. Nhưng thật không ngờ, anh ấy lại càng trở nên vô lý. Anh không hiểu em, vậy em có từng hiểu anh không? Chu Dương hét lên, trực tiếp vươn hai tay nắm lấy vai của Tạ Linh Ngọc, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Dường như tất cả những cảm xúc của chịu đựng trong 3 năm qua, dường như mượn rượu của hôm nay thẳng thắn bộc phát một lần. 3 năm rồi, mặc dù chúng ta là vợ chồng, nhưng em có coi anh là chồng không? Còn hắn, khi hắn vừa trở về, cả gia đình em liền nịnh nọt hắn, coi anh như cỏ rác. Anh khó khăn lắm mới trở thành người phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, muốn giúp đỡ công ty em, nhưng bọn em chỉ xem anh như tên vô dụng, còn muốn đòi ly hôn với anh. Lẽ nào Chu Dương anh không có một chút tiền đồ nào sao? Cảm xúc của Chu Dương ngày càng trở nên cayotaxiết động, gân xanh đã nổi lên cuồn cuộn, nhưng mà kìm chế không để Tạ Linh Ngọc cảm thấy đau đớn. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe Chu Dương nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, nhất thời không biết xoay sở thế nào. Những lời của Chu Dương, bên trong chứa đựng nhiều điều mà trước đây cô chưa bao giờ chú ý đến. Hoặc có thể cô chú ý thấy. Nhưng chưa bao giờ quan tâm nó. Chu Dương, tao cảnh báo mày, mau buông Linh Ngọc ra, cái tên vô dụng như mày có thể giúp Linh Ngọc. Mày cứ mơ đi. Nói thật cho mày biết, tao đã giúp Linh Ngọc liên lạc với một số nhà đầu tư, lần này, mày không thể lại ngăn được nữa. Trần Tuấn Sinh nhướng mày, mua duỗi tay kéo tay của Chu Dương ra khỏi vai Tạ Linh Ngọc, nhưng anh ta thử qua 2 lần, thậm chí không thể kéo ra. Chu Dương, nếu mày còn chưa buông tay, đừng trách tao không khách sáo. Trần Tuấn Sinh nhất thời khó chịu, cũng không thèm làm bộ làm tịch, lập tức đưa ra uy hát yêu ta. Không cần khách sáo, mau đến đây, tao sợ mày chắc. Chu Dương vừa nghe, liền nhấc tay Trần Tuấn Sinh bỏ ra, hét lên một tiếng. Alo, hổ ra, tôi tính tìm ông nhờ chút việc, ông cho mượn mấy người. Chu Dương lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho hổ ra vừa mới gặp mặt không bao lâu. Đối với mục đích của hổ gia, Chu Dương đã biết rồi. Đồng thời khi ca ngợi mắt nhìn của hổ gia, Chu Dương cũng không khách sáo mượn lực lượng của hổ gia dùng. Hừ, hổ gia, đang hù ai vậy? Tiểu Vương, đi báo với Thuận gia, nói ở đây có chút chuyện, để bọn họ đợi một chút. Trần Tuấn Sinh chẳng thèm để ý đến, chỉ cho rằng Chu Dương đang giả vờ, suy cho cùng đối với đám người xã hội đen của Chu Dương, hắn sớm đã quen thuộc. Ngoại trừ những người của công ty danh Dương, những người quyền thế bên ngoài, há hoàn toàn không quen biết. Có chuyện gì vậy, Tuấn Sinh, cậu để cho Thuận gia này đợi lâu như thế, lát nữa phải uống thêm vài ly rượu phạt đó. Chương 33, Trần Tuấn Sinh hoảng sợ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên. Một người đàn ông thân hình hơi gầy bước ra từ trong club, bên người còn có mấy tên cao to đi theo. Chu Dương vừa nghe thấy giọng nói này liền vô cùng khó chịu, quay đầu lại nhìn người đi tới, liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thêm bộ râu quai nón, khiến khuôn mặt gầy gò của ông ta trở nên vô cùng lạnh lùng.
Thuận gia, sao ông lại ra đây, chỉ là gặp một chút phiền phức, sẽ giải quyết xong nhanh thôi. Trần Tuấn Sinh cười cười đi tới, đứng bên cạnh Thuận gia, chỉ Chu Dương và Ngưu Xuyên, lại chỉ Tạ Linh Ngọc, nhỏ giọng nói gì đó. Chu Dương đứng cách một đoạn, nên nghe không rõ lắm. Nhưng anh lại nhìn thấy, Thuận gia kia, lúc nhìn mình và Ngưu Xuyên, lại một mặt coi thường. Lúc ông ta nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, cặp mắt liền phát sáng, chê y mặt lập tức nở nụ cười tà ác. Đúng là không phải loại hay ho gì. Trong lòng Chu Dương trầm xuống, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Anh mượn ít người của Hồ gia tới chỗ này, muốn dọa Trần Tuấn Sinh một chút. Nhưng bây giờ người của Hồ gia vẫn chưa tới, đối phương lại có không ít người. Nếu Thuận gia này thấy sắc nổi lòng tham, cố tình muốn làm gì đó với Tạ Linh Ngọc, hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên không thể ngăn lại nổi. Thằng danh, là mày gây sự à? Hôm nay Thuận gia tao đây vui vẻ, không so đo với mày, mau cút đi. Thuận gia liếc Chu Dương một cái, lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, ông ta liền đi thẳng về phía Tạ Linh Ngọc, chê y mặt là nụ cười khiến người ta buồn nôn. Nhưng Chu Dương lại nhanh chân hơn, vươn thẳng tay chặn Thuận gia lại. Thằng danh, mày đây là có ý gì? Thuận gia tao cho mày một con đường sống, mày không muốn à? Bước chân Thuận gia dừng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, thấp giọng chất vấn. Cô ấy là vợ của tôi, ông muốn động vào cô ấy, thì phải bước qua xác tôi đã. Chu Dương quát to, một miệng đầy mùi rượu phả lên mặt Thuận gia. Tạ Linh Ngọc nhìn Chu Dương đang đứng chắn trước người mình, trong lòng ấm áp, cô chưa từng nghĩ rằng, Chu Dương trước giờ vẫn luôn yếu ớt, lại mạo hiểm mà bảo vệ cô như vậy, anh và trước đây, hình như thực sự không còn giống nhau nữa. Thằng danh, muốn chết à? Thuận gia còn chưa mở miệng, mấy tên cao to đằng sau ông ta lập tức xông lên. Hai tên to con bên trái phải vung nắm đấm, nếu đánh trúng Chu Dương, vậy chắc là Chu Dương phải nằm viện mấy tháng. Cũng đúng vào lúc này, Ngưu Xuyên xông lên. Tuy cơ thể Ngưu Xuyên không bằng hai tên to con kia, nhưng cũng tốt hơn Chu Dương nhiều rồi. Cậu ta xông thẳng lên, chắn lấy hai tên to con kia, cứ thế mà nhận lấy hai quyền. Hự! Một tiếng rê y vang lên. Sắc mặt Ngưu Xuyên lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy mãnh liệt. Nhưng hai quyền của cậu cũng không phải đùa, hai cú thúc khuỷu của cậu, cùng lúc cũng đánh trúng hai tên to con kia. Hai người kia lập tức cảm thấy lồng ngực đau đớn, liên tục lùi về sau. Xuyên Từ, cậu sao rồi? Chu Dương nhanh tay vội vàng đỡ lấy Ngưu Xuyên, có thể cảm nhận rõ ràng được sự bất ổn lúc này của cơ thể Ngưu Xuyên. Không sao, anh Dương. Em vẫn còn chống đỡ được, liều mạng với bọn họ. Ngưu Xuyên đã nghĩ kỹ rồi, nếu mình đã quyết định đi theo Chu Dương, vậy thì phải phát huy khả năng. Nhưng cậu ngoài vài món võ ra, căn bản không có tài cán gì khác. Cho nên vào lúc này, cậu nhất định phải thể hiện được giá trị của mình. Cho dù có vì vậy mà bị thương, nhưng cũng rất đáng giá. Hừ hừ, thằng danh, cũng giỏi đấy, nếu chúng mày đã không đi. Vậy thì đừng có đi nữa, lên. Thuận gia phất phất tay, ra lệnh một tiếng, bốn tên to con lập tức xông lên. Chu Dương không hề biết chút võ nào, mà Ngưu Xuyên bây giờ cũng đã bị thương, căn bản không thể đánh lại mấy tên hùng hồ này. Dừng tay, tôi xem ai dám ra tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió sượt qua, trực tiếp ép mấy tên to con lùi lại. Bốn tên to con nhìn theo hướng đó, con người lập tức co rụt lại. Tất cả người đều trở nên cảnh giác. Mà Chu Dương cũng nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Đó là một con dao ném. Nhưng bây giờ nó lại đang cắm sâu lên tường của club, cả lưỡi đao cắm sâu vào trong, chỉ còn lại chuôi đao vẫn không ngừng lắc lư. Soạt. Mấy tên to con đều là người tinh mắt, nhìn một cái liền biết con dao ném này không tầm thường, trong lòng liền phòng bị, lùi về đằng sau. Mà đúng chỗ này, có một chiếc siêu xe màu đen lái tới. Dừng trước cửa club. Cửa xe mở ra, anh Bảo dẫn theo một đám người bước xuống xe. Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là A Bảo sao, cậu đây là vượt quá giới hạn đấy. Thuận gia nhìn thấy anh Bảo, sắc mặt lập tức trầm đi rất nhiều. Nhưng nghĩ tới sau lưng anh ta dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ cao to, ông ta lại có hơi khó chịu. Anh Chu là khách quý của Hổ gia chúng tôi, ai dám gây chuyện bất lợi với anh Chu. Vậy thì là đối đầu với Hổ gia. Anh Bảo cười với Chu Dương trước,
sau đó ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám to con sau lưng Thuận gia. Ban nãy là ai ra tay, tự mình đứng ra, tao cho nó biết tay. Không có ai lên tiếng, một mảnh yên lặng. A Bào, cậu đây là có ý gì, lẽ nào cậu muốn đối đầu với tôi sao? Thuận gia thấy anh Bào huênh hoang như vậy, lập tức quát khẽ. Tiểu Đao, mày lên. Nhưng anh Bào không hề quan tâm tới Thuận gia, mà thấp giọng nói với một cậu trai mặc áo ngắn tay màu đen ở bên người mình. Chu Dương không biết anh Bào định làm cái gì, nhưng anh lại nhìn thấy bóng dáng của người tên Tiểu Đao kia lóe lên, rồi lập tức biến mất trong tầm mắt mình. A, tay của tôi. Mấy giây sau, hai tiếng gào vang lên thảm thiết, ở ngay sau lưng Thuận gia. Chu Dương nhìn thấy, hai tên to con ra tay với mình, khiến Ngưu Xuyên bị thương, lúc này đã quỳ ngã xuống đất. Mà điều khiến con người Chu Dương co rụt lại, là anh nhìn thấy chỗ cổ tay của hai tên to con kia, đều cắm một con dao ném. Mấy con dao ném này, giống y đúc con dao ném cắm trên y tường club. Hỗn xược, A Bào, cậu đây là đang khiêu khích tôi. Thuận gia phẫn nộ quát, nhưng bởi vì kiêng dè, nên không hề ra tay. Ban nãy tôi nói rồi, dám động vào khách quý của Hồ gia, vậy thì phải trả giá. Anh Bào lạnh lùng vứt lại một câu, lúc này mới quay đầu nhìn Chu Dương. Anh Chu, xử lý thế này, anh có vừa lòng không? Thái độ trước sau của anh Bào thay đổi, khiến Thuận gia ngây người, đôi mắt âm u chừng nhìn Chu Dương, không biết là đang nghĩ gì. Là Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh lại đang kinh hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng máu me như vậy. Tạ Linh Ngọc còn đỡ, được Chu Dương che lại sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, không hề nhìn thấy cảnh tượng đầy máu tanh. Nhưng Trần Tuấn Sinh lại khác. Hai tên to con kia đứng bên cạnh hắn, mà từng chuyển động của dao ném, đều bị hắn nhìn thấy hết. Dao ném cắm xuyên vào cổ tay hai người kia, máu tươi bắn ra, trực tiếp bắn lên mặt Trần Tuấn Sinh. A, máu, giết người rồi. Trần Tuấn Sinh kinh hoàng mà liên tục lùi về sau, chân không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi ra đất. Hắn lại không phân rõ tình hình, chỉ nhìn thấy nhiều máu như vậy, mà tay của hai người kia gần như là đứt rồi, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền tưởng rằng xảy ra án mạng. Ồn quá, Chu Dương cau mày lại, lạnh nhạt nói. Làm hắn yên lặng đi. Chương 34, tâm sự. Bào ca vừa dứt lời, Tiểu Đao liền chậm rãi bước về phía Trần Tuấn Sinh. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Tiểu Đao, Trần Tuấn Sinh bây giờ vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy hắn cố nén sự sợ hãi, mím chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chu Dương nhìn thấy bộ dạng của Trần Tuấn Sinh, cũng không biết nói gì. Vừa rồi còn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ đến dũng khí nói chuyện cũng không có. Có điều Chu Dương biết, tất cả là vì hắn đã bị khí thế của Tiểu Đao làm cho cây Iota sợ. Cho dù là anh thì lúc đó cũng hết hồn, máu chảy đầm đìa như thế này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. A Bào, đủ rồi đấy, các người vượt qua giới hạn rồi, đừng nghĩ có Hổ gia ở đây thì có thể như vậy. Thuận gia không nhìn nổi nữa, lạnh lùng nói, nhưng không có bất kỳ hành động gì. Trần Tuấn Sinh lần này muốn mời ông ấy đến để thương lượng đầu tư, bây giờ Bào ca đứng trước mặt, dọa Trần Tuấn Sinh một trận, chẳng khác nào là vả vào mặt Thuận gia. Phải biết rằng, ông và Hổ gia đều có thể ngồi ngang hàng với nhau. Ha ha, Thuận gia, vừa nãy tôi đã nói rồi, Chu tiên sinh là khách quý của Hổ gia chúng tôi, nếu ông động đến cậu ấy, cũng có nghĩa là động đến Hổ gia rồi. Bào ca không hề khách khí. Vậy được, tôi nể mặt Hổ gia một lần. Nhưng mà, tên này đánh người anh em của tôi bị thương, nếu không dạy dỗ cậu ta một chút, tôi còn có thể đứng trước mặt anh em tôi được nữa không? Giọng điệu Thuận gia thay đổi, nhưng trong giây lát, lại hướng ngay mũi nhọn về phía Ngưu Xuyên. Chu Dương lặng người, tức giận nói, Thuận tử là anh em của tôi, nếu muốn động đến thì phải hỏi qua tôi đã. Ha ha, Thuận gia, e là anh không biết, Hổ gia rất xem trọng người anh em Ngưu Xuyên này, hơn nữa, còn có Chu tiên sinh ở đây, tôi nghĩ ông muốn cũng không làm gì được đâu. Bào ca lạnh lùng nhìn qua Thuận gia, bước thẳng lên đứng chặn trước mặt ông ta. Chu Dương bây giờ đã nhìn rõ tình hình. Thuận gia này so với Hổ gia thì đều là đại ca lớn trong giới xã hội đen nhưng thực lực thì chắc kém hơn không ít. Thế thì Bào ca mới có thể chống đối với ông ta. Nhưng là anh lại không biết, Bào ca mạnh miệng như vậy,
hoàn toàn là do trước khi đến đây, Hổ gia đã đích thân dặn dò. Chu tiên sinh không phải là một người đơn giản, năng lực của anh ấy không thể đoán được. Bào ca trung thành tận tâm với Hổ gia, vì vậy tuyệt đối tin tưởng. Thuận gia, tôi nghĩ chúng ta cứ như vậy, cũng không giải quyết được gì, chỉ bằng vào bên trong ngồi cùng nhau nói chuyện. Nhìn thấy hai bên đều đã đứng lên, số người tò mò kéo đến xem càng đông hơn, có người đã lấy điện thoại ra quay, Bào ca biết lúc này cần giải quyết kín đáo. Được. Phòng lớn nhất câu lạc bộ. Trước kia Thuận Gia và Trần Tuấn Sinh đều bàn chuyện ở trong này, bây giờ đã bị người của Bào ca tranh mất. Đối với cuộc đối thoại của hai vị đại ca này, Chu Dương thật sự không có hứng thú, anh chào một tiếng, rồi kéo Tạ Linh Ngọc ra ngoài. Phía cuối hành lang, ánh đèn mờ ảo. Buông em ra, Chu Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tạ Linh Ngọc cố gỡ khỏi tay Chu Dương, nét mặt bối rối. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô ấy nhất thời chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành. Cô ấy càng không biết Chu Dương từ khi nào lại quen biết với kiểu người như Bào ca, chỉ với một cuộc điện thoại đã có thể gọi người ta đến, lại còn khiến cho Thuận Gia không dám manh động. Chu Dương, anh có còn là anh nữa không? Trong mắt Tạ Linh Ngọc tràn đầy sự nghi hoặc. Từ khi Mỹ Phẩm Duyệt Kỹ tham gia đấu thầu ở công ty Danh Dương, cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng không nhận ra Chu Dương nữa rồi. 3 năm trước, cô không hề để tâm. Nhưng bây giờ, Tạ Linh Ngọc đột nhiên phát hiện, Chu Dương hình như hơn nửa tháng không về nhà rồi. Hơn nữa, ngoại trừ công việc, hai người bọn họ cũng không có gì để nói. Anh đương nhiên vẫn là anh, Linh Ngọc, em có biết ngày hôm nay nguy hiểm như thế nào? Em có nghĩ đến hậu quả không? Chẳng lẽ sự việc lần trước ở câu lạc bộ Silver Lake, em đã quên rồi sao? Chu Dương trong lòng phẫn nộ. Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc nhìn mình nghi hoặc, liền không kiềm chế được ép cô vào góc tường. Chu Dương chống hai tay lên tường, ép Tạ Linh Ngọc trong vòng ngực của mình. Chóp mũi hai người dường như va vào nhau, tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này hình như là lần đầu tiên. Em rõ ràng biết Trần Tuấn Sinh có ý đồ với mình, mà vẫn lựa chọn khuya như thế này ra ngoài gặp hắn, Tạ Linh Ngọc, trong lòng em rốt cuộc có anh hay không? Dường như đã trút hết sức lực trong cơ thể. Chu Dương thở hổn hển, phát ra hết những bực tức trong lòng dồn nén bấy lâu nay. Anh đã từng yêu sâu đậm Tạ Linh Ngọc. Nhưng trải qua thời gian 3 năm, cộng thêm sự coi thường của Tạ gia, khiến anh cảm thấy áp lực. Nếu không phải anh và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, e là anh cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Em có thể làm gì bây giờ? Mỹ phẩm duyệt kỷ sắp không xong rồi, nếu còn không có khởi sắc, có lẽ tháng sau cũng không trụ nổi. Chu Dương, anh có nghĩ cho em không? Tạ Linh Ngọc lẳng lặng nhìn Chu Dương, nước mắt chất chứa tuôn rơi, lớp trang điểm tinh tế trên y mặt cũng bị nhòe đi một chút. Hai người cứ thế trút ra những áp lực trong lòng. Nhưng mà, công ty Danh Dương đã đồng ý hợp tác với em rồi, tại sao em lại xé hợp đồng, rồi còn đến gặp loại nhà đầu tư này nữa? Chu Dương nghiến răng, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Cứ nghĩ đến ban ngày, Tạ Linh Ngọc nhất quyết xé hợp đồng, đòi ly hôn. Trong lòng Chu Dương lại đau khổ tột cùng. Anh không phải là không có phụ nữ, nhưng không thể mất đi Tạ Linh Ngọc. Nếu không, 3 năm trước, anh sẽ không vào Tạ gia. Chu Dương, anh thật quá đáng, em là một người phụ nữ, anh ở bên ngoài mờ ám với Thẩm Bích Quân, và lại bây giờ cả thành phố đều biết chuyện của hai người, anh còn trách em à? Tạ Linh Ngọc nghẹn ngào nói, áp lực trong lòng từ lâu như vậy, khiến cho cô đau lòng không nguôi. Sự nghiệp, gia đình, thậm chí cả bản thân, đều đang không ngừng bị phá hoại, mà cô bây giờ dường như không nhìn thấy hy vọng gì. Vốn định cắn răng nhẫn nhịn, nghĩ rằng Trần Tuấn Sinh không tệ như vậy, cô đến gặp mặt nhà đầu tư, nhưng ai ngờ hắn lại vô cùng thâm hiểm. Đều là tin đồn nhảm, anh và Thẩm Bích Quân trong sạch, không có bất cứ quan hệ mờ ám gì, tại sao em không tin anh? Chu Dương gầm giọng. Vậy anh nói cho em biết. Tại sao anh đột nhiên trở thành cổ đông công ty Danh Dương, còn là người phụ trách hạng mục trắng da chống lão hóa? Tạ Linh Ngọc nói xong, nhẹ nhàng nhìn Chu Dương. Nếu Chu Dương có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thì cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng điều khiến cô thất vọng là, Chu Dương không có ý định giải thích, chỉ cúi đầu, vẻ mặt rối rắm. Chu Dương thật sự không thể nói, dù sao bản thân cũng chưa hoàn toàn thừa kế Chu gia. Nếu để cho những người bên ngoài nghi ngờ Chu gia biết được,
thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và Tạ Linh Ngọc. Xin lỗi, anh thực sự không thể nói, nhưng anh dùng tính mạng bảo đảm, anh với Thẩm Bích Quân ngoài công việc thì không có bất kỳ liên quan gì. Chu Dương giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc bảo đảm. Chương 35, hãy cho anh một cơ hội. Chu Dương không nỡ xa Tạ Linh Ngọc, kể cả việc Trần Tuấn Sinh sau khi về nước, hết lần này đến lần khác theo đuổi cô, làm phiền cô thì Chu Dương vẫn không có chút nghi ngờ. Trong lòng Chu Dương vẫn yêu Tạ Linh Ngọc vô cùng sâu đậm. Nhưng anh không biết rằng tình cảm này của mình có thể duy trì được bao lâu. Nếu cuộc sống sau này của hai người vẫn chỉ ở với nhau như vậy thì căn bản sẽ không có tương lai tốt đẹp gì. Linh Ngọc, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, trong lòng anh chỉ có một mình em. Chu Dương nắm lấy tay Tạ Linh Ngọc đặt trước ngực mình để cô cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh trong anh. Anh! Tạ Linh Ngọc cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì. Trong lòng cô có vô vàn lời muốn nói nhưng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương thì lúc này mọi thứ đều tan biến. Anh biết là hiện giờ mỹ phẩm Duyệt Kỳ đang gặp khó khăn, để công ty em có tư cách tham gia đấu thầu là quyết định của anh, còn việc công ty em trúng thầu là dựa vào thực lực của em. Vì vậy không cần tranh cãi nữa. Lẽ nào em thà tin tên khốn Trần Tuấn Sinh 5 lần 7 lượt bức ép em chứ không muốn tin anh sao? Chu Dương nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc, trong lòng thấy bất an vô cùng. Anh đã nói ra hết những gì mình nghĩ, và hiện giờ có hai kết quả bày ra trước mắt anh. Kết quả thứ nhất là Tạ Linh Ngọc sẽ trực tiếp từ chối anh và kiên quyết ly hôn. Kết quả thứ hai là khôi phục lại hợp tác, hai người vẫn có khả năng phát triển thêm một bước nữa. Em phải suy nghĩ kỹ hơn, cho em thời gian 3 ngày. Trong lòng Tạ Linh Ngọc thấy vô cùng hỗn loạn, cô thật sự không biết mình nên làm thế nào. Những lời này của Chu Dương khiến cô thấy xúc động. Nhưng Thẩm Bích Quân kẹt giữa hai người họ khiến cho Tạ Linh Ngọc cảm giác như có chiếc gai ngăn cản mình. Được. Chu Dương buông tay Tạ Linh Ngọc, lùi về phía sau 2 bước, toàn thân như được nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Muộn như vậy rồi, em về trước đi. Chu Dương nói một tiếng rồi quay lại phòng VIP chào hỏi mọi người. Anh Chu, Hổ Gia rất mong đợi được hợp tác với anh. Bao Ca trịnh trọng nói một câu rồi sắp xếp người tiễn mấy người Chu Dương ra về. Anh Bào, tôi muốn gặp Hổ Gia, nếu không thì tôi không tin. Nhìn thấy Chu Dương rời đi, Thuận Gia lúc này sắc mặt nghiêm trọng đến bên cạnh Bào Ca, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, cho dù anh không tìm Hổ Gia thì Hổ Gia cũng sẽ tìm anh. Tiểu Đao tiễn đám người Chu Dương đến trước cửa nhà họ Tạ, sau khi từ biệt cũng quay về luôn. Linh Ngọc, em về đi. Chu Dương không cùng Tạ Linh Ngọc vào nhà họ Tạ mà chỉ đứng nhìn cô đi vào. Anh Dương, rốt cuộc anh và chị dâu làm sao vậy? Ngưu Xuyên ôm ngực, nói với ngữ điệu rất mơ hồ. Trong ấn tượng của cậu ấy, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc giống như một cặp trời sinh. Nhưng nhìn tình huống ngày hôm nay thì dường như không phải như vậy. Không sao đâu, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. À phải rồi, vết thương của cậu thế nào rồi, có cần phải đến bệnh viện xem sao không? Sau khi trả lời câu hỏi của cậu ấy, Chu Dương mới để ý sắc mặt của Ngưu Xuyên hơi nhợt nhạt. Nghĩ đến việc trước đây vì bảo vệ mình mà cậu bị ăn cú đấm của hai kẻ du côn, trong lòng Chu Dương thấy lo lắng không ngừng. Không sao đâu ạ, giờ em phải đến nói với đội trưởng em sẽ nghỉ việc đã. Chứ một thời gian dài không đến, chắc chắn hắn ta rất tức giận. Ngưu Xuyên cười một cái rồi khoát tay, sau đó đi về phía tổ bảo vệ. Tôi đi cùng cậu. Chu Dương có chút lo lắng nên cũng đi cùng luôn. Lúc hai người vẫn chưa đến phòng bảo vệ thì từ xa đã nghe thấy tiếng quát giận dữ từ trong phòng. Tên oát đó chạy đâu rồi? Thời gian dài không đến làm việc, có phải không muốn làm nữa không? Các người ngày ngày chỉ biết lười biếng, nếu như không muốn làm nữa thì cút sớm đi, ở đây không nuôi người nhàn rỗi. Lúc này, trong phòng bảo vệ, 6 người với sắc mặt ủ rột, cúi thấp đầu không nói gì. Còn ở trước mặt họ là người thanh niên trẻ với dáng người gầy, lúc này đang cao giọng ra vẻ, dạy dỗ, bọn họ. Đúng lúc này, cửa lớn của phòng bảo vệ đột nhiên mở ra. Ai vậy, khốn cây idiota, Ngưu Xuyên, cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Có phải là không muốn làm nữa không? Trong lúc tiểu đội trưởng đang tức giận thì nghe thấy có người đẩy cửa vào, ngay lập tức ông ta liền chất vấn đối phương.
nhưng vừa nhìn thấy Ngưu Xuyên bước vào thì giọng nói của hắn liền trở nên sắc bén hơn nhiều. Đúng vậy, tôi không làm nữa. Ngưu Xuyên lạnh lùng đáp lại câu hỏi của đội trưởng, sau đó trực tiếp lấy ra toàn bộ giấy tờ chê y người, đặt xuống bàn. Cái gì, cậu không làm nữa, Ngưu Xuyên, rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Cậu nói không làm nữa là không làm nữa sao? Tiểu đội trưởng còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn thấy Ngưu Xuyên lôi hết giấy tờ ra thì ngay lập tức đờ đẫn. Những nhân viên khác trong phòng bảo vệ cũng nhìn Ngưu Xuyên với ánh mắt kỳ dị, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ông đây không làm nữa nên mày đừng có gào giống lên trước mặt tao, tao chỉ sợ là tao không kìm nổi lại đánh mày đấy. Ngưu Xuyên trợn mắt, nói với đội trưởng với ngữ điệu khinh thường. Đội trưởng của phòng này tên là Hoàng Bân. Hắn dựa vào mối quan hệ họ hàng rồi làm chức giám đốc trong công ty vật tư, sau đó, làm ngầm, nên lên được chức đội trưởng của tổ bảo vệ ở tiểu khu. Nhưng để có thể được làm bảo vệ, chưa nói đến việc một người có thể đánh lại 10 người mà chỉ ít, bản thân cũng không được quá yếu ớt. Còn dáng người Hoàng Bân thì lại gầy xanh xao, không biết chút quyền cước gì, chỉ biết ăn chơi bài bạc, căn bản không thể giữ được trật tự an ninh khu vực. Vì thế hắn luôn ép người khác bằng cách dọa đuổi việc nên những nhân viên ở đây đều cảm thấy vô cùng bức bách. Được, được lắm, coi như mày có bản lĩnh, thật sự coi mình là tên bảo vệ thối tha, tự cho rằng mình có năng lực lắm rồi phải không? Còn cậu nữa, cậu tên là Chu Dương phải không, là thằng đi ở rể nhà giàu lại còn giống bọn chúng, dám đến phòng bảo vệ của tôi để làm loạn. Người đâu, tống cổ bọn chúng ra ngoài. Hoàng Bân cười lạnh một cái. Trong lòng thấy vô cùng bất mãn với Ngưu Xuyên và Chu Dương. Hơn nữa, vì Ngưu Xuyên có thực lực lớn, ở tổ bảo vệ có rất nhiều người không phục Hoàng Bân nhưng lại phục tùng mệnh lệnh của Ngưu Xuyên, điều này khiến Hoàng Bân vô cùng mất mặt. Nhưng từ trước đến nay, Ngưu Xuyên làm việc vô cùng cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm gì, hơn nữa còn có những người kia bảo vệ nên Hoàng Bân không có lý do gì để gây phiền phức cho Ngưu Xuyên. Còn đối với Chu Dương thì đơn giản hơn rất nhiều. Đó chính là đố kỵ. Hoàng Bân vô cùng đối kỵ với Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương có thể bước chân vào làm rể nhà họ Tạ, lấy được một đại mỹ nhân như Tạ Linh Ngọc. Điều này khiến Hoàng Bân mỗi lần nghĩ đến là lại đố kỵ đến nỗi cắn răng ken két, hận nỗi mình không thể thay thế anh. Chỉ có điều, Hoàng Bân ra lệnh xong, cả phòng bảo vệ lại yên lặng lạ thường. Sáu bảo vệ đó không nhúc nhích mà chỉ yên lặng đứng ở sau, coi như không để ý gì đến mệnh lệnh của Hoàng Bân. Các người muốn tạo phản sao? Được lắm, các ngươi đều có bản lĩnh lắm. Ông mày đây sẽ đuổi việc hết chúng mày. Hoàng Bân vô cùng tức giận nhưng không có cách gì khác, đành phải dùng cách cũ đe dọa họ bằng cách cho nghỉ việc. Quả nhiên, vừa nghe thấy chữ nghỉ việc là sáu người liền sắc mặt thay đổi. Bọn họ đều là những người không có học thức, chỉ có chút sức lực. Nếu bây giờ mà bị cho nghỉ việc thì rất khó tìm được việc. Hoàng Bân, mày đừng có mà đắc ý quá thế. Các anh em, tôi biết các anh đã phải chịu khổ sở từ tên xúc sinh này nhiều rồi. Hôm nay tôi nghỉ việc, sau này sẽ đi theo anh Dương. Nếu như các anh em tin tưởng tôi thì hãy đi cùng tôi, không cần phải chịu áp lực từ tên khốn này nữa. Ngưu Xuyên tức giận, đập mạnh lên bàn một cái, ngay lúc này ở trên y mặt bàn để lại một vết tay khá lớn. Những lời này của Ngưu Xuyên thật khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng thấy kinh hãi. Ngưu Xuyên đi theo anh Dương. Mà anh Dương là ai? Bọn họ căn bản không cần phải đi đoán mò làm gì, nhìn thấy Chu Dương ở đây thì tất cả đều quá rõ ràng rồi. Ha ha, thật nực cười, Ngưu Xuyên, tao còn tưởng mày ôm được cái chân lớn như nào, ai ngờ ôm ngay chân của thằng ở rể nhà giàu kia. Nhưng không biết là, cái chân lớn của hắn có đủ lớn không, ha ha. Hoàng Bân cười phá lên rồi nhìn Ngưu Xuyên và Chu Dương ánh mắt khinh thường. Đối với hắn mà nói. Một tên bảo vệ thối tha và một thằng ở rể nhà giàu, căn bản không đáng để nhắc đến. Hắn chỉ muốn trong giây lát có thể khiến bọn họ quỳ xuống trước mặt mình xin tha tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.